Cái chương chúng ta học tiếp qua chương trình hôm nay. Hôm nay chúng ta đi qua cái phần mà gọi là tâm hiện hiền sắc giới mà chúng ta sẽ được nghe và sẽ giới thiệu thứ tư đó. Thì hôm nay chúng ta đi qua cái phần này với tự nghe kèm ha. Chúng ta học đi rồi phần tâm di tác xong rồi. Thì hôm nay chúng ta đi qua cái phần gọi là tâm hiện hiền sắc giới. Thì chúng ta nói tới cái phần mà gọi là hiền đó. Thì tôi muốn nói cho lại các Phật tử đã được nghe rất là nhiều, hay là được nghe nhiều lớp mà sư có đến mà sư diễn giải ra đó, thì Phật tử sẽ được nghe rất nhiều á. Tuy nhiên á, vì cái môn học này á, nó có liên quan tới cái môn đó về thiền á, thì sư sẽ nói rõ lại một lần nữa. Và từ đó các Phật tử sẽ thấy cái tâm thức á, nó có ý nghĩa gì. Khi ta nói tới thiền á, làm danh từ Bali nó gọi là chana. Chana, cái từ ngữ thiền na là chana này nó chỉ là âm ra thôi, chứ nó không có dịch. Quý tử nghe kịp không? Giống như chữ Bút Thá, như chữ Bút Thá đó, mình dịch mình nói là Phật á, là không có nghĩa đó. Chữ Bút Thá mà nói mình chữ là Phật á, thì không có nghĩa đó. Chữ Bút Thá là đấng giác ngộ. Mình dịch ra cái từ ngữ đó là đấng giác ngộ, chứ không có nghĩa nói là chữ Phật. Nhưng cái chữ Phật này là chữ âm, mình âm cái này thôi. Do đó nó khi ta nói với thiền na là ta nói cái từ ngữ Bali gọi là chana. Chana là thiền na. Thì nói tới chana đó thì là mình phải nói nó có hai nghĩa của nó ra mới đúng. Chăm chú vào đối tượng, chăm chú vào đối tượng và thiêu đốt pháp định, đó gọi là thiền na, thiêu đốt pháp định. Khi ta nói tới hai cái nghĩa đó đó thì cái tính năng hay tính chất cái nghĩa của chữ cha ná được giải thích hay được giải đáp. Vì thì khi ta nói tới thiền na là một vị nào đó người ta gọi là hành giả, ta nói là hành giả là yogi, tiếng Bali gọi là yogi là hành giả. Ngày hôm nay khoa học hay là thời hiện đại này nó nói cái môn pháp gọi là yoga. Yoga tức là những hành giả tu tập định tâm, hành giả tu tập cho định tâm. Vì đó đó thì ta không có dùng danh từ là hành giả tu tập để định tâm, mà chúng ta chỉ nói là yogi hay yoga làm cho là những hành giả đang rèn luyện tu tập thôi. Chứ thật ra khi ta nói chỉ yogi với phương pháp của yoga là họ là những hành giả đang tu tập trao dồi cho tâm họ được an trú định tâm. Thế đó đó thì những cái từ ngữ này á nó nằm ở trong góc độ của thiền chana. Vì thì chana là nó gồm có hai ý nghĩa lớn là chăm chú và đối tượng, và cùng lúc thiêu đốt pháp nghịch, cùng một lúc, cùng một lúc chứ không có trước có sau. Khi mà ta chăm chú vào đối tượng mà tâm ta khấn khích được đối tượng, tâm ta bị diệt được những pháp nghịch của nó. Nếu chúng tâm ta không chăm chú được đối tượng thì tâm ta bị pháp nghịch đó lôi kéo ta ra khỏi trạng thái chú tâm nhập trong đó đối tượng ta đang có. Thì ta nghe kịp ha. Ví dụ như quý tử đang nhìn vô cái giếc này, nhưng mà tâm quý tử mắt thì nhìn vô cái giếc này, nhưng mà cái tâm quý tử đang nghĩ tới việc nhà của Phật tử, thì quý tử chưa có chú tâm. Cái đó chỉ là tướng nhìn thôi chứ không có tâm nhìn để mình thấy được cái đối tượng mình đang muốn nhìn tới. Do đó đó thì khi mà ta nói cái thiền na là cha nát, không có thể gọi là cha ná là cái thiền na một cách đơn giản, mà chúng ta phải nói rằng là gì, những cái phương pháp mà xưa kia Đức Phật ngày dạy chăm chú đối tượng và siêu đốt pháp nghịch, rồi hôm nay thì chúng ta đang hành tu tập, ta gọi là gì, thiền na, ta đang gọi là đang hành thiền. Chứ thực ra không có cái nghĩa đó. Tiếng Bali mà người ta gọi là tu tập hành thiền á, ta gọi là pavana, pavana. Ta gọi là tu tập á, là ta gọi là hành thiền đó, là ta gọi là pavana. Chứ nó không có nói ta hành thiền là cha ná được hết. Tiếng Bali nó gọi là pavana. Thì khi tu tập á, thì chúng ta mới có hai loại phương tâm tu tập, chỉ và quán. Khi ta nói tới chỉ là samathi hay là samatha, samathi hay là samatha. Khi ta nói quán là vipassana. Thì khi ta nói như vậy đó, thì khi ta tu đang tu tập
với hai cái phương pháp chỉ và quán. Để đó ta là một hành giả đang hành thiện. Từ nghe kèm à. Do đó đó cái từ ngữ mà phāvana là tu tập sát cận hơn là cái từ ngữ jhana thiền na. Mà chúng ta đang là yoga hay là yogi là chúng ta đang trao dồi con đường mà làm sao tâm chúng ta gột cửa những cái phiền não để cho tâm ta an trú, lắng động cái tâm ta xuống để mà ta gọi là an tịnh cái tâm thức của ta lại đó. Thì ta đang gọi là tu tập, trao dồi chỉ và quán, hành thiền để cho tâm ta được an trú, an tịnh. Vì đó, cái nghĩa đó nó mới gây nghĩa được. Vậy thì khi ta đang tu tập đó, khi mà quý vị đang tu tập cái phương pháp nào trong hai phương pháp chỉ và quán đó, là quý vị đang gọi là gì? Đang gọi là trao dồi, làm cho cái tâm ta được khấn khích cho đối tượng mà ta đã chọn. Và chúng ta đang tiêu diệt những cái pháp nghịch đang còn bùng nổ lên, quấy phá trong lúc ta đang tiêu, đang chăm chú vào đối tượng. Lúc đó ta đang là trao dồi thiền. Chúng ta nghe kịp ha. Như vậy thì hành thiền, hành thiền tức là chúng ta đang hành cái trạng thái hai biệt chăm chú đối tượng để tiêu độc đó. Mà đang hành thiền đó có phải là tu tập không? Thì quý tử nói hành thiền đó đó là tu tập. Thì quý tử sẽ nói tu tập đó loại nào, chỉ hay là quán. Quý tử phải có nói rõ như vậy. Chứ không thể nào quý tử nói hành thiền đơn giản rồi chúng ta chỉ nói cái phần đó. Đó ta lợi dụng cái từ ngữ thiền hay là ta chưa nắm rõ được ý nghĩa của chữ thiền na. Người ta đó đó thì chúng ta không có lọt rõ hay là đi sâu vào để lấy được cái chất phẩm của cái thiền na hay chúng ta đường ta đang tu tập. Quý tử nghe kịp ha. Thế thì trên con đường mà đưa đến đạo quả niết bàn, trên con đường đến đạo quả niết bàn, hành giả nào hay là người con đệ tử Đức Phật nào cũng vậy, phải tu tập hai phương pháp chỉ và quán, và dốc lòng trao dồi cái phương pháp đó một cách thiền na để được đạt được đạo quả niết bàn hay là chứng đắc thiền chỉ thiền định không ạ? Tự nghe kẹp không? Hiểu được chưa? À nè, được chưa? Trên con đường mà tu tập với hai phương pháp chỉ và quán, nỗ lực tiến tu trao dồi một cách chắc lạc thiền na, ta sẽ thành tựu được kết quả của nó. Thì tự nghe kẹp ha. Thì phương pháp là chỉ và quán, cái vận công mà tu là thiền na, đạt được kết quả là gì? Tâm đắc định hay là đắc giải quả, đạo quả giải thoát. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Vậy thì đây là phương pháp. Nó còn có hai cách, chỉ và quán. Còn phải dụng tâm hay là dụng công tu tập cách thiền này. Quý tử nghe kịp ha? Thì khi mà ta dùng cái phương pháp mà ta dụng công tu tập như vậy đó, thì chúng ta sẽ đạt được kết quả thiền trí thì đắc định, thiền quán đạo quả niết bàn giải thoát. Do đó chúng ta phải nắm rõ được hai cái ý nghĩa đó thì chúng ta sẽ đi được kết quả. Thế tự nghe kịp không? Nếu như mà ta tu tập với hai phương pháp chỉ và quán, nhưng mà ta không có dụng công thiền na tập chú vào đối tượng và thiếu đốt pháp nghịch mổ sát na tâm lúc ta đang sanh khởi, thì ta không đạt được kết quả là gì? Đắc định hay đắc đạo đắc quả. Ta nghe kịp không? Hay chưa? Ta hiểu hả? Hiểu hả? Xỉu nha. Đơ xỉu đó. Hay chưa? Ta tự hiểu đó hả? Được chưa? Do đó đây là phương pháp, là cái công dụng mình phải rèn luyện tu tập để đạt được kết quả định đạo quả niết bàn. Thấy chưa? Hai cái hướng đi nó rõ. Do đó đó mình phải hiểu mình là đối tượng nào và mình đang tu cái phương pháp nào hay là mình đang trao dồi phương pháp nào, và cái kết quả đó mình dẫn tới là cái mục tiêu của đó là ở vị trí nào thì chúng ta mới thực hiện được. Còn nếu như tự không có hướng tâm này chọn một cái phương pháp nào mà quý tử không có dụng công trong cái việc làm mình phương pháp này để mình đạt đến mục tiêu nào, thì
thì chúng ta đi lang mang lên mà mãi chỉ có tốn hao thời gian công sức lực của mình mà không kết quả được gì cả. Chúng ta nghe kịp ha, được chưa? Cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà chúng ta tu nó có mấy hàng người, khi mà ta tu nó có hai hàng người là tổng quát, chứ ta không kể hết được nhiều hàng người. Nhưng mà trong cái sự phân tích mà phân biệt đó thì chỉ có hai hàng người. Người thứ nhất là họ tu, họ gieo duyên cho ngài vị lai có cơ hội để họ đạt tới kết quả, chứ không phải bây giờ. Đó là cái thứ nhất. Còn người thứ hai, họ dốc lòng họ tu, họ muốn đạo quả tới bây giờ, dốc lòng tu, thì lúc đó ta có hai hàng người thứ nhất. Chứ ta không có nói nhiều hàng người. Tôi nghe kịp ha. Coi, từ cái hàng người thứ nhất, xin trở lại, họ dốc lòng họ tu, họ chỉ tu, họ mong cầu họ sẽ được kết quả, nhưng một ngày bị lai chứ không phải bây giờ. Do đó đó, họ tu phải đặt phải điều kiện của họ là phải bền chí và điều đặn liên tục. Tôi nghe kịp ha. Những người mà tu mà trong trạng thái chỉ gieo duyên tìm cầu sự lợi ích an lạc của họ ngay hiện tại, ngày đạo quả hay là đắc định của họ ngày bị lai, thì bây giờ điều tiên quyết cái hành giả đó phải điều liên tục và không được gián đoạn, bền chí bền bỉ. Một ngày phải ngồi xuống 1 giờ 2 giờ mình hạ quyết tâm. Cái đó chỉ là những người đang tu và gieo duyên hãy làm như vậy mới được. Còn nếu như bữa có bữa không, bữa nay có 10 ngày sau mới có lại, vì bận rộn hay là vì lý do gì không biết mà chúng ta không liên tục, thì cái đó chưa gọi là hàng người thứ nhất. Chưa được gọi là hàng người thứ nhất. Hàng người thứ nhất chỉ là gieo duyên thôi mà chưa đắc đạo quả cho cái này, hay chưa đắc định trong kiếp này, trong thời gian này, mà phải hạ quyết tâm phải điều mỗi ngày. Giờ đó ngày đó, mỗi ngày đều phải đúng giờ đó, phải bận cái gì cũng phải gác bỏ hết, ngồi xuống. Cái tôi nghe kìa mà, cái thứ nhất đó là cái điều tiên quyết, và cái đó đó là cái điều khẳng định và không có sai chập và không có du di. Với các vị thiền sư, họ không có thể là nói là du di vì lý do bệnh khỏe gì đó, không có. Phải làm như vậy mới là gọi là gieo duyên. Còn cái người thứ hai, họ muốn đắc đạo liền, đắc đạo quả liền, phải gác bỏ hết tất cả sự việc, sự tình, sự thế, lo tù ngày cũng như đêm, không có chờ thời gian, không nói 1 giờ, 1 ngày 1 giờ, không có nói thời gian để chúng ta nói là 1 tuần 2 tuần, dốc lòng tù đánh 1 ngày hôm nay, đánh ngày hôm nay, rốt ráo đánh. Cái đó là người thứ hai. Cái tôi nghe kịp ha. Còn ngoài hai hàng người đó, ta gọi đó là những thành phần dự bị, không phải là chính quy. Tôi nghe kìa không? Đó là những thành phần là dự bị. Rồi khi nào có đủ điều kiện mới vô được chính quy, mà hạng người 1 hay hạng người thứ 2 nữa đó. Chứ tôi nghe kìa không? Chứ thực ra không phải đơn giản. Do đó đó, khi mà quý tử không có đi điều như vậy đó, quý tử không đi điều như vậy đó, thì kết quả của mỗi ngày mà quý tử ngồi thiền đó không thể nào nói đưa lên một cái tỷ giá để mình nhận định so sánh để mà mình có đưa một kết quả được là nói ý kiến được hết á. Sư muốn nói sư tự biết á, sư bận rộn gì bận rộn, chết sống gì cũng vậy, tối là phải ngồi gục lên gục xuống mệt mỏi bao nhiêu chuyện nhưng mà có phải ngồi, mà sư chỉ là hạng người thứ nhất mà thôi. Thì sư đó có đắc đạo quả được trong kiếp này, thầy vì sư nguyện chánh đẳng chánh giác, các quý vị hiểu rồi. Nhưng mà sư không bỏ, và cái ngôn của sư là phải bỏ quyết như vậy đó. Mỗi ngày sư phải luận lại một chút, và sư nhận định được cái ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày trước, ngày kia, ngày nọ, sư phải tìm ra được. Thành ra sư có nhiều cái sự nhận xét trong kinh nghiệm sư đã có. Còn các quý vị tử đó, không có. Tới ngày chủ nhật nó ngồi xuống giờ mà trình báo hết 1 tháng không ngồi, nó đâu có tự sẽ nói rồi. Ồ, tôi thấy đủ thứ hết á. Đó là tự sẽ thấy quy bậc hàng dự bị. Tôi tự nghe kẹp ha. Tôi tự nghe kẹp ha. Do đó, sư chưa có nói tới cái hàng mà sống chết đó là hàng thứ hai. Mà trong lớp này chắc quả thật không có hàng thứ hai.
do đó nó thì quý vị sẽ thấy là khó đó, có đó, cái thấy khó đó. Thành ra cái sự gọi là có theo, có đi và có để ý mới có cái nhận xét và có cái tiếng nói, mình nói coi nghĩa được. Còn không theo, không có đi, không có nhận xét thì khi mà một buổi sáng một chiều đó, một khác biệt nhau hết, khác biệt nhau hết, muốn chung sạch biệt, nhiều muôn trùng, đủ thứ, đủ trường hợp nó sẽ xảy ra với cái trạng thái mà chúng ta đang ngồi xuống với tự nghe kịp ha. Do đó đó, sư muốn nói với tự là đối với cái người sự tu tập phải bền bỉ, kiên trì, kiên cố, vững chắc, không lung lay bất thối chuyển là chúng ta mới gọi là gieo duyên mà thôi đó. Mới gọi là gieo duyên mà. Chứ nếu như mà quý tử nói mà đắc đạo quả hay đắc thiền định đó là quý tử phải hạ quyết tâm bắt cho bằng được thì mới được. Chứ còn không ấy, thì sư thưa rằng là quý tử mong được kết quả như thế này mà một số một chiều không có, ngày này qua ngày kia không có, tuần ta có một ngày một, giờ có một ngày một, tuần có một giờ một, không thế nào mà làm cái bản đúc kết được để trình báo ra cho các vị sư hay vị thiền sư họ nghe cho người ta kết quả được. Ý muốn mình có, mình có thi, mình nghĩ điều kiện đó có thể như vậy đó, nhưng mà thật ra không phải. Cái tự nghe kiểu chăm chú và đối tượng và thiêu đốt đó mình từng sát na mà tâm ta chưa bắt được nữa. Chúng ta bữa có bữa không á, thì cái này đó kết quả này không được. Quý tử không thể là một số một chiều mình nhìn thấy một anh trộm nhảy vô trong giường của Phật tử, quý tử nói tên anh trộm này ác ôn lắm, dữ dằn lắm, không có tính người, nó là thú tính không đó. Quý tử không thể nói một buổi sáng một chiều với một người mới về nhảy vô trong giường, quý tử nói là tên anh cọp, anh trộm, anh cướp, tính những cái đặc tính gì quý tử nói được. Theo dõi nó, phải để ý nó ngày cũng như đêm, nếu nó còn nằm tại đó thì phải phục kích đó, mình để ý từng phút coi nó diễn động nghĩa động sao, rồi mình mới nhận xét với cái chuyện tiền của nó chứ không phải trong cái tư kiến của mình nghĩ về nó. Mà ngồi thiền cũng như vậy đó. Chứ người tự không thể nào người tự nói những cái gì người tự nghĩ cho chính mình mà về những cái gì người tự đang ngồi thiền người tự thấy nó như vậy đó, không phải. Đó là sư muốn nói với tự thật sự là như vậy. Do đó tâm chú đối tượng nào, đối tượng ngoại hay đối tượng nội? Đối tượng ngoại là đề mục, đối tượng nội là nội tâm, nhìn về đối tượng. Thì tự phải có đo đối tượng, hai đối tượng. Mà đối tượng chính, đối tượng phụ, đối tượng quan trọng, đối tượng là thứ yếu, người ta phải biết. Chứ đối pháp nghịch luôn luôn hành có. Mà pháp nghịch này là khách quan hay là chủ quan? Khách quan là trạng thái nó luôn mang đang hiện bài, mà chủ quan là nghiệp báo, nghiệp quả, chỗ sanh là chính mình. Thì tôi chưa nhận được nữa. Do đó đó, những cái trường hợp đó đó, khi mà ngồi thiền, như một người mà nói về thiền mà không nắm được hết toàn bộ, tức là không biết người biết ta, thì khó lòng mà chúng ta giải được vấn đề, giải quyết được vấn đề mà chúng ta đang có đối diện với nó, đang dắt mặt với nó. Quý tử phải thấy điều đó. Ngày hôm nay quý tử chưa có đọc hết những cái phương pháp tu thiền từ thời Đức Phật, mà ngài có, ngài nói ra để trong kinh, quý tử chưa có. Quý tử chưa đọc hết những cái thinh nhân của đệ tử Đức Phật, ngài đã có tu thiền, ngài có để lại trong kinh, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp hay là ngài A Nu A Đà La, đã để lại những kinh, những lời nổi qua cái bài Theravada hay là Theravathi, tức là những trưởng lão tăng kệ hay là trưởng lão ni kệ, các quý vị đã đưa qua những cái kinh nghiệm là đã chứng đắc, để lại trong những câu thơ kệ và họ chứng đắc đó, họ nói lên là chánh trí. Không biết đó có phải là cái sân nhẹ không, không biết. Yeah. Nhưng mà anh không được bộ. Thì con đổi chứ. Con đổi chứ thì nó thái thiệt. Nó nguyên bình lắm. Dạ. Con không biết tại sao. Và nếu mà sao thì con bị như thế nữa. Con có nên chú trọng vào cái hơi thở không? Và bữa nay có thể con bị không... đổi không kháng cự được nó mà để con làm đổi chân như vậy đó, thì có phải là tại vì cái định của con hơi thở, con nhìn vào cái hơi thở con không được đó mà thành ra con bị kháng cự con như vậy, dạ, phải không? Dạ không phải,
Cái thứ nhất á, khi mà ta ngồi thiền á, quý Phật tử sẽ thấy nó có hai cái đối tượng mà chúng ta biết, thân và tâm. Do đó đó, có một số người á, mà ta ngồi thiền á, người ta chú nhiều về tâm á, mà không để tới cái thân. Do đó đó, hiện tượng cái thân nó sẽ nghiêng ngả, đổ ngã, gặp xuống hay là phụng người, lưng phụng xuống như vân vân. Đó là cái trạng thái họ không có để ý. Theo sức hút của trái đất á, mà chúng ta học về vật lý á, mà chúng ta ngồi hay ta bỏ một vật thể nào gì cũng vậy đó, nó tất cả đều rút xuống hết trên á. Thì theo cái trạng thái đó, nhưng mà ta ngồi thiền mà nếu ta không có mà chánh niệm và gọi là tỉnh giác, chánh niệm là ta biết ta đang ngồi thiền, ta theo dõi hơi thở là ta có sự ghi nhớ, ta biết. Tỉnh giác là trong kiểu thân và tâm ta luôn luôn phải hiểu biết những chuyện gì nó sẽ xảy ra và nó đang xảy ra và nó sắp sẽ xảy ra. Tỉnh giác lúc nào tôi cũng vậy, chứ không có mê muội không trầm trong trạng thái không hiểu biết. Do đó đó, khi ta ngồi thiền đó, cái thân ta ngồi chút xíu nó thụng xuống, ta cũng phải biết và ta kéo nó lên. Khi ta ngồi, nếu mà thật sự nó đang có thì hiện tượng nó nghiêng, như trường hợp có hai tôi 10 lần như vậy, có hai ngồi thiền tôi nghe bị nghiêng, cái đó thành nó thói quen rồi. Do đó đó, thì những cái đó những có vị nào mà hiểu biết á, dỗ có hai lại, dỗ có hai lại cho có hai ngồi ngay, thì lúc này có hai sẽ sửa ra được. Nhưng mà nó kẹt có một cái, đó là cái tâm lý của người ta ngồi thiền đó, cái kỹ nhất là đụng vô người ta lúc người ta đang tập trung. Tại vì nếu hình thức đó làm người ta giật mình, người ta hoảng hốt, tâm người ta không có an vui nữa, nó sau này ta bị ám ảnh lắm. Do đó những cái phương pháp mà những cái người xưa kia mà ta nghe được đó là ngồi thiền mà ngủ gục là ông thầy đánh vô lưng, đánh vô đầu hay ba cái, ba hai cái đó là như đó là kỹ tối, kỹ nhất là không được đụng vô. Tại người ta hoảng hốt, sau này ta cứ sợ, phòng vậy đó. Cấm ai cấm mình quên, mình học mình còn quên thì không có cấm được, cái bộ nhớ của mình quên trước mình sau cũng không cấm được. Thì trong khi mình ngồi thiền á, lúc đó ta bị quên một chút hay là ta giải đãi một chút, cái ta hôn trầm một chút, cái thằng tao theo dõi đó nó cũng phải có, nhưng mà đánh một cái thì bạn hốt liền. Từ đó nó ra cái chỗ đó mà có nhiều vị, như trường hợp sư cũng vậy đó, sư khó mà sửa trường hợp các quý Phật tử lắm. Sư sư là sửa một cái đó là bạn hốt liền, mà không hốt ra cái ảnh hưởng lớn lắm, sau này tâm lý nó ảnh hưởng hoài, bị ám ảnh ghê lắm. Mình tránh, và thành giờ mình phải làm sao? Thì mình phải coi, nó có hai hiện tượng đó. Một là cái tâm lý mình nghĩ nó đang bị nghiêng, chứ thật ra thân mình vẫn còn giữ nghiêng, chứ không có nghiêng. Mà mình tại mình lo tập trung quá đó, định mạnh quá, lo chú tâm vô trong cái hơi thở mình hay là đối tượng mình đó, thì đó mình không để cái thân. Thế chút nữa mình phát hiện ra cái thân mình có cái chiều hướng nghiêng, nhưng mà thật ra không có, thì lúc đó mình đã tưởng nha. Còn nếu mà thật ra đang nghiêng, quý tử có thể ngồi sửa lại như thường được. Đó là điều mà quý tử sẽ thấy, điều thứ nhất. Cái thứ hai, khi ta ngồi thiền đó, mà cái trạng thái mà mình không có thể vượt qua được cái thấp nghịch đó, là tê nhức mỗi đau đó, quá sức rồi đó, thì ta có thể sửa đổi qua gì một chút, không cho ngày trên đó. Cái đó là thông lệ và là cái thường tình. Tuy nhiên, vì mình cứng nhắc cho rằng cái đó là xấu hay là yếu hay là thua hay là dở, từ đó mình uncomfortable lên đó, thì mình khỏi tâm sân, thì mình phải thấy là cái đó mình làm cái tâm mình sân ra, chứ không phải nó có nhưng nó làm cho mình khỏi sân. Như hồi nãy cái bài học tôi sẽ nói á, đối tượng làm ta sân hay là tâm ta sân gì đối tượng, thì cái lúc đó là mình sẽ thấy ta sân gì đối tượng, chứ không phải đối tượng là ta sân. Cái chuyện đó mình đổi qua nghi được, không ai nói và không có gì cho ngại, nhưng mà mình thấy là đổi qua nghi là xấu, đổi qua nghi là không tốt, đổi qua nghi là thua thì dở, cái mình khó chịu lúc đó tâm sân lên. Tại đó, tại cái tâm này không kiểm soát thì mình nghiệm là sân à, chẳng bình thường. Do đó đó, những cái đó mình phải hiểu biết như vậy đó, mình mới quan sát thì mình theo dõi, mình bám chặt, mình giữ lấy được. Nhưng lúc đó là mình thấy được pháp, chứ mình đừng có xảy ra những cái trường hợp để đáng tiếc xảy ra, không đáng xảy ra. Tôi nghe kịp không? Rồi, hôm nay tại sao mà mình không làm được như kỳ trước? Tại sao mình làm giống được như ngày hôm qua hay là những lần trước? Là mình phải coi, nó có hai nữa, tâm sinh lý. Mình hôm nay mình không có dốc lòng mình đánh, không dốc lòng mình ngồi. Mình làm thông thường, mình làm nhẹ nhàng, làm đơn giản đó,
cũng là một yếu tố đưa đến mình không đạt được kết quả như ý muốn. Mình coi cái tâm lý đó nữa. Còn ra mình dốc lòng mình làm như vậy mà mình không được như ý muốn vậy đó, thì cái đó đó là cái tâm mình ở này đó không có vượt qua được pháp lực. Thì mình thấy vậy đó. Thì do đó không có tên nào, không cái nào mà sư dội vàng nói là bữa nay tại vì quý Phật tử yếu quá, không có đủ nghị lực để mà vượt qua. Không có, xung đó tâm mình mà không lại. Tâm mình không phải. Mình coi á, lúc đó là tại sao hôm nay mình làm không được hay ha, làm những này. Thì lúc đó cái chữ hay và cái dở là một cái tỷ số mà đo lường cao thấp đó, là mình đặt ra hay là cái tiến trình tu của mình đang có mà mình thấy là mình đang lui sụp hay không đó, cũng là cái chế định coi là cái tầm xử lý. Do đó đó những cái nãy sư lật đi lật đó trên bản còn nguyên mà kêu chói rồi kìa, cái chế định đó là như vậy đó. Những cái đó là cần thiết lắm mà quý tử định chuẩn mạnh một chút xíu đó, chế định dắt mình đi ra ngoài đi. Này thấy hiệp thế thì mình mắc điểm cái điểm siêu thế, cái tâm mình là sống suốt sáng suốt. Lúc đó mình bị lọt vô trong pháp nghịch là gì? Trào hói, thống giật và hói tâm, hói hạng liền. Rất là trào hói sinh lên, cái mình bị cuốn cuồng trong đó nữa, mình không ra được cái trào hói, lọt cái trong hoài nghi, đợi ông sư ra hỏi cho biết. Phải không nè? Đó là cái pháp nghịch nó vẫn quắc mình lại. Đó không phải là nghiệp báo. Cho nên nghe kịp ha. Nhưng rất là dễ dàng, cái tâm lý mình dễ dàng và cái tâm đó mình dễ thấy, nhưng mà quý tử không có kinh nghiệm, chưa có quen xử lý đối phó với nó thì là như vậy đó. Không có một người cha người mẹ nào mà mới đứa con đầu lòng á mà nuôi con dỗ đó, tại vì chưa có kinh nghiệm. Đứa thứ hai đứa thứ ba dỗ lên, đứa thứ 200 đứa 300 dỗ lắm, con dỗ lắm. Nếu mà mình có 200-300 đứa con rồi đó, con dỗ lắm, kinh nghiệm đầy đặc hết. Các bạn nghe kịp không? Thì chứ là tại vì sư có nhiều phần tử đó, sẽ có nhiều kinh nghiệm hình ảnh đó. Bắt buộc. Rồi chứ. Sư thương con Úc. Rồi, tôi có câu hỏi cho sư nghe trước khi tôi gặp lại. Ê, lẹ. Dạ, xin mời. Chiên. Ba la mặt. Niệm giờ có cái bài số 9 á, cái bài số 9 á ta đổi con nghe tên niệm. Dạ thưa sư, con có câu hỏi là khi mà trong đầu tiên á thì con cảm thấy như là con có một cái đường lối nó quen rồi, thật ra lặp đi lặp lại thì ra con có vẻ như là con không có vô được cái gì lâu được, là bởi vì cái sự hiểu biết mình đã có nó làm là trong tình trạng như là một cái tháp ấy, cái gì làm sao để mà con có thể trở thành như là quan sát một cách mà để là không cần phải biết trước mà biết trước thì nó có hai cái trường hợp đó. Quý Phật tử sẽ thấy khi mà cái người mà đa văn quảng kiến mà học rộng biết nhiều, thấy gì cũng biết hết á, nó chủ quan thảm nè. Dạ đó chỉ thông sẽ nói không có tính nổi là đa văn quảng kiến đúng, nhưng mà người mà bà có kiến thức á, họ thường hay chủ quan cái này tôi biết rồi, cái đầu tôi hỏi rồi tôi thông rồi, không có gì thắc mắc nữa, thường quá chán quá. Cái đó đó là cái đó là một cái pháp nghịch của mình. Quý tử nghe kẹp ha, cái pháp nghịch của mình đó, lúc đó là quý tử đang bị ở trong cái trạng thái tâm sân, sân truyền cái, nó làm cho mình bắt cầu nguyện, mình thấy lên cái mình chán liền, mình bắt cầu nguyện, không khoan nghĩ liền, cái đó là tâm sân, cái đó mình phải niệm liền sân à, và lúc đó mình không có đi lại cái con đường cũ của mình đang có, vậy thì quý phật tử sẽ thấy những cái gì mình thường hay có, hơi thở, và những cái khái niệm về hơi thở nó sẽ đi tới trước, nó sẽ cho mình ra thấy niệm điều đó đó. Quý tử đổi qua, ngồi à, đụng à. Quý tử sẽ không có ra được cái trường hợp đó, tại vì trước đây mình chưa có dùng cái đó. Mình có được quyền, mình đổi qua, ngồi à, đụng à. Rồi mình coi lại cái trạng thái ngồi đụng đó, mình chưa biết. Cái tâm mình đang đi về cái đó, mình thấy cái gì trong đó. Cái đất đầu nó mở, con đường mới mình đi. Là như vậy. Như đó đó,
những cái trường hợp nó xảy ra mà như vậy mà chúng tôi không qua được cái cửa quen đó. Cái cửa quen đó nó có là hai điểm lợi và bất lợi. Cái đợi, nếu mà quen đó là cái tự phá cái thành trì quen đó thì dễ lắm, bỏ ra mình lấy tiền. Giống như là cái đứa đứa con mà nó thường nó lặp đi lặp lại cho mình biết ý đó rồi đó thì mình chữa cái nó dễ lắm. Hai nữa là mình phải chịu luôn lệ thuộc nó luôn, giờ mình đó nó dắt mình đi theo cái thói quen đó, bắt mình đi theo đó luôn. Thì hai cái đó thì mình bắt đầu nó mình lại gần như là mình không để tới nó, giờ mình đi qua cái đường dây mới rồi à, đúng à, nếu chưa từng quen thế nào mình để cái tâm mình theo loại cái đó. Cái thói quen á, theo như sư á, kinh nghiệm sư á, thói quen thì phá thì dễ hơn là cái mới. Tại cái mới sư phải đi tìm thôi, coi gốc cội nguồn nó từ đâu, nhân nào lên quả là có, nhân này sanh thì nhân kia diệt, bắt đầu phải sư tìm. Sư phải dụng dụng nhiều lắm, nhưng mà cái thói quen nó vừa cháo lên là sư diệt liền, điện xáo lên sư diệt liền, mà sư đổi nó liền, mà sư phá nó liền, sư qua cái chi qua cái pháp nó tới đằng sau lưng nó tiếp tiếp ra liền à. Cái đó là cái kinh nghiệm của sư. Nhưng mà các quý tử chưa có quen đó thì mình cứ đổi qua cái mới. Cái mới nó sẽ không trở lại nếu như cái đó mình đã thuần thục nữa rồi đó. Vì đó thì mình phải đối diện trở lại rồi. Thành ra cái thói quen nó không phải là một cái pháp cho ta phải đứng lại, mà cái thói quen mà nó làm cho ta đứng lại đó là cái pháp để chúng ta phải tiến tu, phải vượt qua. Thấy chưa? Mình sẽ qua được nè. Quý tử có câu hỏi nào nữa cho sư nghe, chúng ta giải đáp cho chúng ta làm lại. Để sư nghe. Để sư nghe. Thưa sư, trong Tăng Tịnh Đạo sư dạy là cái đề mục lựa chọn là tùy theo cái tính của mỗi người. Một trong cái sáu là tính. Dạ. Nhưng mà thường thường về cái độ môn, là mình hay dùng nhãn môn. Hả? Thường thường cái đề mục trong độ ngũ môn là nhãn môn. Nhãn môn. Có bao giờ là nhĩ môn không? Có chứ. Có chứ. Quý Phật sẽ có những cái lúc mà nhĩ môn. Do đó đó quý Phật tử sẽ bị ở trong cái góc độ là luôn luôn ở trong thiền đường. Ở trong thiền đường, ở trong cái nơi thiền tập. Cái nơi đó quý Phật tử mới dùng cái nhãn môn thuần túy. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày mình cũng dùng được nhĩ môn chứ. Do nào nãy chúng ta nói đó. Không phải tu tập ra luôn luôn ở trong thiền đường, ở trong những bàn thiền tập, ở những cái môn thiền sư và thiền sinh với nhau, ở trong môi trường tu tập thiền. Ta đang lái xe ngoài đường, ta cũng nghe nhĩ môn, ta đang niệm mà nghe, nghe, nghe. Trong đời sống hàng ngày, ta đi đứng trên lên lầu xuống đất ở trong nhà của ta, ở trong cơ sở Việt Nam hay là trong cơ sở mà chúng ta đang làm việc đó, thì chúng ta sẽ nói nghe, thấy à, nghe, thấy à, luôn luôn mà giữ cho chánh niệm, độ nhĩ môn vẫn phát triển. Thì vậy thì khi ta nói, ta ngồi thiền, mà chúng ta nghe được nhĩ môn là khi nào? Là khi mà ngồi xung quanh ta có những tiếng động mà phát hiện lên. Khi quý tử đang ngồi thì ở trong cái cảnh rừng già thì con chim nó hót, hay là chim nó kêu, hay là con khỉ nó kêu, con khỉ nó hót, thì quý tử niệm nghe, nghe vẫn có. Mà những lúc đó mà quý tử bắt được đó là quý tử có chánh niệm tỉnh giác với cái đối tượng chúng ta đang có chánh niệm ghi nhớ biết được, vẫn có như thường. Chứ đâu có khi nào ta ngồi thiền mà nhất là thiền quán là không bao giờ ta nội dùng nhãn môn thường xuyên đâu. Cái lộ thiền quán là chúng ta dùng ý môn nhiều nhất, ta xài tâm ý thức biết cảnh pháp nhiều hơn là lộ nhãn môn biết cảnh sắc. Tại vì ta thu hút cái nhãn thật, nhãn căn ta lại, ta không có nhìn cảnh sắc gì cả. Do đó đó, sư trở lại trong Thanh Tịnh Đạo mà sư đó nói về lộ tính, mà nó có sáu lộ tính: tình, tính tham, tính sân, tính si, tính tầm, tính đức tin, tính giác. Là đó là những loại tính tình ứng dụng cho pháp môn thiền chỉ, trong bài thiền quán. Ở đây chúng ta đang tu thiền quán, do đó chúng ta chỉ dùng lộ ý môn thuần tí để theo dõi cảnh pháp, thân thọ tâm pháp, theo cái tứ quan nghi chúng ta đang có, và chúng ta biết được diễn tiến của sanh diệt của nó, nhân quả của sanh diệt nó đang có, và chúng ta theo dõi thực tướng vô thường vô đau vô ngã của nó, chúng ta tại đều đó. Cái đó là chúng ta đang thiền quán. Thành ra nhĩ môn cũng có, tỷ môn cũng có, thuật môn cũng có, thân môn cũng có, với sáu loại tính tình cũng có, thuần tí ở trong thiền chỉ mà thôi. Thấy chưa? Thiền quán thường thường là khó hơn khi mà mình bắt đầu thiền chỉ để nhập định, trước khi đến cận định chuyển qua thiền quán trong cái thành định đạo sư dạy thường. Đúng. Cái đường nó đi nó dễ hơn. Đâu không thắng là dễ hơn. Cái nào cũng không có trời nào dễ đó, nó dễ là không phải đâu.
tức là có thể có khả năng làm được hơn, chứ không phải là dễ hơn đâu. Chỉ trong thiền quán từng từng mình, khi mình có cái lỗ hổng môn thì mình quán thấy là mình nghe à và mình muốn bỏ trở lại cái đề mục. Dạ, giờ mình lấy lại đề mục đó, mình quán được pháp đó là ý môn, bắt được cảnh pháp. Dạ. Nhưng mà nếu ở trong thiền chỉ mà lấy nhĩ môn để chọn đề mục thì thực sự có hay không? Dạ, nếu trong thiền chỉ hả? Nếu trong thiền chỉ mà lấy nhĩ môn chọn đề mục á, thì trong 36 pháp mà trong 36 đề mục của thiền chỉ đó là không có nói tới. Như tự tôi tìm thấy 36 đề mục của thiền chỉ thì 10 đề mục Kasina là không có năm thành, 10 đề mục bất tịnh về vấn đề mà thể xác xác tử thi nó không có nói tới âm thành. Cứ tôi nghe kèm không, do đó 36 đề mục trong thiền chỉ không có nói tới âm thành, do đó đó mình phải đi qua thiền quán nhiều hơn. Còn chứ trở lại đối với những người mà gọi là chỉ quán chỉ giả, và nó có loại tịnh quán và chỉ giả, với những người mà họ không thuần tí về tịnh quán chỉ giả như ngài Sáu Lợi Phất, ngài Bồ Tát Liên thấy pháp nghe pháp và đại đức Đắc Sở Trí chứng đắc đạo quả liền, đó là bậc tịnh văn tịnh quán chỉ giả. Còn ta ngày hôm nay chúng ta phải đi chỉ quán chỉ giả là ta phải ngồi thiền pháp môn thiền chỉ pháp thiền quán, rồi chúng ta mới qua được con đường chứng đắc đạo quả. Do đó thì con đường mà chúng ta dùng cái thiền chỉ đó có khi được có khi không. Mà ngày hôm nay hầu hết giống như sư có thể nói là 80% đó các vị hành giả tu nó là thiền quán, nhưng mà một thời gian sau tâm họ an trú được đó, họ định được đó, họ tịnh được đó, họ an lặng đó, họ ở luôn trong đó, họ trở là thiền chỉ lúc nào họ không hay biết. Khổ như vậy đó, và họ đem ra họ đưa hướng dẫn lại cho các vị thiền sinh khác con đường pháp môn thiền quán, nhưng thực ra họ đã ứng dụng của thiền chỉ và họ đang chỉ lại và pháp môn thiền chỉ mà họ không hay biết. Cái đó khó như vậy đó. Do đó quý Phật tử phải cẩn thận. Có nhiều người họ không thấy con đường họ đang đi trở lại con thiền chỉ, mà họ thấy được tâm họ an tịnh đó, họ nghĩ là họ đạt được cái kết quả là gì? Niệm định và tuệ. Niệm và định và tuệ thì định mà họ đang được tịnh chỉ đó, an tịnh cái tâm họ đó là một cái giai đoạn đang đứng ở đó. Con đường mà thiền quán là phát sanh tuệ quán, là 16 cái tệ quán, cái con đường đó mới đi đúng với phương pháp của thiền quán. Tệ quán thứ nhất là tệ quán thấy được danh và sắc, và thứ hai tệ quán thứ hai thấy được nhân quả của danh sắc, tệ quán thứ ba thấy được sự sanh diệt của danh và sắc, tệ thứ tư thấy phổ thông tướng vô thường của đau vô ngã. Đó là những cái tiến trình đi của 16 cái tệ quán của con đường hành thiền quán, thì họ sẽ đi đến đạo quả niết bàn. Còn nếu như mà họ chỉ thấy định tĩnh trí an tịnh đó, họ ra trong thiền chỉ, nếu không phát sinh được 16 cái tài quán đó, họ không phải đi con đường đó. Thấy chưa? Mình xin nghe. Mình tới còn câu hỏi nào nữa không nè? Nếu mà không có gì hết đó, thì cô Tình An cái này có đủ sách cho mấy bà con mình không? Dạ thưa sư, con nghĩ cũng đủ cho một số người nào học cái pháp cú đó sư. Dạ thôi bây giờ sư đây, sư nói các quý Phật tử kia người ta đây họ thích đó. Thì bây giờ cứ đòi hỏi có pháp cú không thì cũng toàn nghiệp họ cho luôn đi. Dạ, chứ không thì có là không họ buồn. Tối nay về họ uống được. Dạ, như vậy thì đủ. Dạ được, rồi thôi đi coi. Chúng ta ra về ha. Tuần ba này đủ à? Trước khi mọi người tan giờ thì xin thông báo là nên là tuần sau chúng ta không có lớp học, thì sư đi xa. Thứ hai nữa đó là xin nhắc nhở mọi người cho email để mà nếu mà có cần liên lạc, nếu có cần liên lạc về vấn đề lớp học hay là về cái khóa tu mà có thể có trong tháng 12 đó, thì sẽ được thông báo. Thế thứ ba nữa, ai sửa soạn đi Miến Điện đó, thì xin liên lạc với cô Phương sẽ có passport đúng không? Yeah. Thì cô Phương sẽ phân phối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái hai cái một cái. Công
Không, Nguyễn Sư sẽ cầm cái gì, Nguyễn có ai thôi, đừng lấy. Nguyễn có ai, đừng lấy. Hiểu tướng thế nào mà nói về con đường mình đang đi như thế nào, với một cái điên kiến, một cái tư kiến đơn thuần, chúng ta bộc bạch người ta nói theo cái kiến thức mình đã có. Cẩn thận lắm. Sư càng học á, sư càng đi vào nghiên cứu, sư càng so sánh á, sư càng thấy thật sự là lo lắng cho cái tiền đồ Phật pháp và cái hạng người đang tu, mà chúng ta đang tìm lấy một cái chân lý và mong cầu một cách đơn giản nhất, nhỏ nhoi nhất là mình được đạt được kết quả gì trong cái thiền định của mình. Thực sự là rất là xa rồi, rất là mênh mông. Sư không có gì giờ mà sư còn phải nghĩ tới cái điều đó, sư thấy sợ hãi. Không phải đơn giản như ta nghĩ. Hành thiền như bao nhiêu người bây giờ nó có thể nói cách đơn thuần, ai cũng hành thiền hết á. Cái tôi nghe kìa mà, cẩn thận vô cùng. Với tôi sẽ thấy đối chiếu và so sánh, nhận xét và cũng tỉa kinh nghiệm và trí tuệ đặt vô và suy nghĩ nữa đó, thì tôi thấy đó không phải được. Nếu mà tôi nói Đức Phật, chữ Buddha, chữ Phật như vậy đó, là tôi hiểu Đức Phật rồi đó, là tôi đứng bên ngoài nhìn những cái đấng giác ngộ này. Mà cái chữ giác ngộ này không phải là đơn giản để mà được gọi là thiên nhân sư, thầy của chư thiên. Mà quý tôi phải còn nói tới nữa là thầy của chư thiên không phải chư thiên chỉ một kiếp này, như chư thiên còn ăn ở tuổi thọ của chư thiên của đời của Đức Phật Ca Diếp nữa. Có nhiều chư thiên vẫn còn tuổi thọ với đời của Ca Diếp, đã nghe giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp cho tới hôm nay Đức Phật Gotama, các chư thiên nó còn nghe nữa đó, thì mà ngài là thầy của các vị đó không thể nào so sánh được. Các chư thiên có thể là nghe pháp thoại mà ngài nói mà đúng được, nếu mà ngài nói không đúng trong cái thời pháp của pháp thoại của Đức Phật Ca Diếp đó, thì nay không có thành tựu là đánh thiên nhân sự. Nên nếu tôi đứng ở góc độ chư Phật thôi, đứng bên ngoài mình nói chư Phật thôi mà không hiểu được cái giá trị của một cái hành nguyện, một tu tập, một giác ngộ đó, thì quý tôi sẽ thấy là mình nhìn một vị bổn sư của mình đó non nớt vô cùng, đau lòng đó. Càng hiểu đó, nên có một nhà triết gia càng hiểu về Đức Phật tôi càng tôn kính ngài, mà càng tôn kính ngài tôi càng hiểu về Đức Phật. Nhà triết gia họ có nói cái câu nói đó, quý tôi sẽ thấy câu đó có giá trị không nhỉ. Càng hiểu về Đức Phật càng hiểu giá trị của ngài, mà càng hiểu giá trị của ngài càng hiểu gì về Đức Phật. Nên quý tử lại thấy điều đó cũng như vậy. Khi quý tử hiểu được cái dụng trong cái thiền đúng như thật sự là thiền đó, thì quý tử thấy cái con đường tu tập của tử mới có giá trị. Khi mà quý tử không thấy cái dụng trong cái thiền đó, thì cái sự tu tập về quý tử coi đó một cái tháng qua đó, thì thật sự đó đau lòng cho chức năng cái tên thiền na nó có trong giáo lý của Đức Phật ngài để lại. Con đường đó là con đường sanh trí tuệ, không có nói được đâu, không thể nói được. Do đó nó các quý tử thấy cái sự tu tập này mà để được cái thiên nam này là con đường tất yếu đi đến trí tuệ này đó, quý tử phải khai thác và phải dùng công, phải dùng mọi cách, thì lúc đó sự tu tập này đưa kết quả của tử đắc định đắc đạo quả. Sư chưa kể tới hai hạng người chúng ta đang đứng ở vị trí nào, đã hai hạng chưa kể chứ.
như đó đó. Ngày hôm nay á, sư nói tôi có tự nhân cái duyên này về cái tâm thiền sắc giới 30 năm về trước, sư nói Abhidhamma cũng nói như này, nhưng sư nói một cách rất là hiểu chưa. Bài băng mà cô Nguyệt còn giữ lại đó, 30 năm trước cô Nguyệt còn vẫn cứ giữ nguyên bài băng của sư giảng hồi xưa đó, những cuốn băng có là cassette còn hay được một trò mà thấu đó, thì sư nghe lại đó thì là một cuốn trước. 30 năm về trước sư đứng trên một giảng, sư giảng cái tăng ni là một cuốn trước, nó chưa có một cái gì đem lại một cái chiều sâu trong cái lời nói hôm nay xin trình bày các Phật tử. Kết lại nhìn của sư 30 năm về trước trở lại này rất là đau lòng, đó là điều mà sư muốn nói là cái đó đó. Và càng đau lòng hơn nữa là sư được nghe ngày hôm nay nhiều người hướng dẫn về thiền và nhiều người chỉ dẫn về phương pháp tu thiền rất là dễ dàng, và trong khi đó đó sư càng sợ hãi hơn là sư không muốn nói tới cái thiền nữa. Sư nghĩ như vậy, xem nghề nghiệp của chúng ta nhiều não quý tử nghe kịp ha. Do đó nó quý tử sẽ thấy cái chữ thiền là có cái chiều sâu hết sức là thận trọng. Dường như quý tử sẽ quen với sư, cứ mỗi lần sư tới lớp sư nói quý tử phải thận trọng, phải dè dặt coi chừng luôn luôn, tôi nghe mãi vào lỗ tai đi, nhưng mà cái đó là sự yên tâm hơn. Chứ còn không á thì không thể nào mà sư nói gì mà đơn giản và dễ dàng, mà quý sư sẽ khiên xúc đó, rồi sự gặp không điều không may đó, rồi sự chết chết tôi sẽ chết lại sư, mà sư không có báo trước đó. Em với cô với Phật tử dè dặt đó, giờ u đầu xích chán rồi nói là sư chưa có nói tới. Ngài sư mới nói mấy ngày cuối tập sư không nói, bây giờ sư mới nói ra năm muộn rồi. Thì sư nào cũng tránh trước thì bảo quý tự nghe kịp ha, được chưa? Rồi chúng ta mới nói như thì khi mà ta muốn nó thiền á thì nó có ba loại, chúng ta đã thấy là thiền là quả là di tác. Thì khi mà thiền quả di tác đó, thiền quả di tác đó, thì những cái tâm này quý tự phải nhớ, quý tự nhớ ha, những cái tâm thiện mà chúng ta đang học đấy là những tâm mà ta đắc được thiền. Còn quý tử đang tu múa là quý tử đang tu cũng xài những cái tâm đại thiện, dục giới, tịnh hảo. Quý tử phải nhớ, đừng có lẫn lộn, nghe chưa? Khi mà quý tử đang hành thiền là quý tử xài một trong tám tâm đại thiện, dục giới, tịnh hảo. Nhưng mà khi quý tử đắc được thiền thì quý tử mới có được tâm thiền này, chứ không phải quý tử đang hành thiền, quý tử đang tu tập thiền mà quý tử có được tâm thiền này. Tư nghe kịp ha? Yeah. Hai cái nó phải rõ ràng phân biệt nhau ha? Yeah. Phải chưa? Rồi, trên con đường mà ta tu tập, hành giả tiến tu sử dụng tâm nào? Sử dụng một trong tám tâm đại thiện, dục giới, tịnh hảo. Quý tử nghe kịp ha? Mà nếu như mà quý tử thành thiền mà sử dụng một trong tám tâm đại thiện dục giới tịnh hảo thì quý tử sẽ gặt hái được 50-50, 50-50. Tự nghe kịp ha? Rồi sẽ nói 50-50, được chưa? Rồi như vậy thì quý tử muốn như vậy thì quý tử sẽ sử dụng một trong tám tâm đại thiện này. Nhưng mà có một số quý vị Phật tử ở đây không có chịu 50-50, đúng không? Quý tử ở đây quý nào chịu 50-50 không? Hay là quý tử muốn hơn nữa? Hỏi ông trả lời nữa là 60 ha? 60 cho là 60. Có đây quý tử nào muốn được 75 hay 100% không? 4 mấy bạn nè. Không trả lời á. Lớp học này đó là hồi mà sư 30 năm về trước á, sư đi giảng đó, cái sư hỏi quý tử hành thiền quý tử muốn được 50-50 hay 100%. Quý tử có nhiều Phật tử nha, nói tụi con muốn 50-50 đủ rồi sư. 100% tinh mệt khổ lắm, 100% mới cần bị test, 100% bị test nữa, 50-50 rồi. Cái sư hỏi chứ 100% để dành trai, để dành cho sư đi. Sư giữ hết đi. Biết, nhưng mà nói ra là sẽ biết liền à.
mà sẽ biết mấy cái hành các vị hành giả đang tu 50 hay 60 70 nữa sẽ biết liền. Không? Thành ra sư hỏi 100% thì cho sư để sư làm hết. Tụi con không có dành cho sư đâu. Rốt cuộc bây giờ chỉ vẫn còn 100% sư, còn mấy Phật tử cho 50 50. Thế tới nghe kèm không? Rồi giờ sư mới mở lộ ra, tại vì 30 năm trước giờ ngồi nghe băng lội thấy đau lòng, sư mở lộ ra. Nếu mà Phật tử muốn cái 50 50 này á, thì tôi xài 800. Nếu mà tự muốn 75 thì Phật tử cắt bớt những tâm bắt tường trí đi. Những cái tâm nào mà bắt tường trí á thì cắt bớt nó đi. Đừng có xài khi mà chúng ta đang tu một thiền mà chúng ta không dùng trí tuệ mà thấy được pháp á, thì Phật tử chỉ có 50 50. Tại vì 8 tâm đại thiện này chúng ta có tường trí và bắt tường trí. Mà Phật tử xài hết thì Phật tử không phải nào được đạt được 75%. Chứ tự nghe kẹp ha. Phải chưa? Như vậy thì khi mà 50 50 là quý tử xài hết 8 tâm. Do đó khi mà ta lên ta trình pháp á, ta nghe người ta trình pháp á, người ta nói à, bắt tường trí co sẵn luôn, tường trí nhấp nhé nhấp nhốn thôi, mà bắt tường trí dậy đầy, do đó trình bài pháp là không có trí tuệ, là biết là họ có 50% rồi. Nhưng mà họ lên họ trình bày sâu sắc, nghe kỹ nha, không nghe kỹ, nhưng mà họ chỉ là 75%, tại vì họ biết lọc bắt tường trí, họ dùng tương trí để mà họ bám theo pháp khi mà họ đang hành thiền thì họ có. Nhưng mà mình nói anh thầy 75% thôi nghe tức kìa. Thôi nên mình qua đề tài khác thì không nói tiếp nữa, được chưa? Chúng có tự đồng ý không? Ta qua phòng khác à? Dạ không, chứ còn 100% nữa sư. Ôi 100% hả? Hả? Nếu mà tương trí và vô dẫn mới được 100%. Đúng vậy. Đúng vậy. Tương trí mà phải vô dẫn thì lúc đó họ mới 100%. Còn quý tử mới bắt tương trí thôi, trời ơi, thanh lọc tâm, lấy trí tuệ sâu xét ghê lắm. Nhưng mà cái đù không có đi tới đâu hết trơn, thì 75%. Quý tử mai càng á, nhìn đâu quý tử thấy á, có học á, thì mình biết góc độ của cái hành giả là thiền, ở cấp độ nào mình biết gì, và mình nghe á, biết cấp độ nào gì. Nó có sẵn nha, tại vì nó có cái level, nó có cái chuẩn mực này chạy như thế thôi. Nên đó, thiền là phải có trí, mà không trí không hành. Mà nếu mà hành thiền mà không dùng trí thì không đạt được kết quả như thế, nó chỉ là phần đường thôi. Phải lấy cỏ như vậy đó. Được chưa? Là sẽ đơn giản cho Phật tử, sẽ dẫn chứng cho Phật tử một cái. Khi Phật tử chăm chú đối tượng, sẽ nói đề tài 1. Tôi nói đề tài 1, chăm chú đối tượng. Như vậy thì khi đối tượng đó, tôi đưa lên là đối tượng. Đối tượng này, Phật tử đang đi về chỉ nha, sẽ nói Phật tử đang về chỉ. Đối tượng mà đang là chỉ, thì đối tượng này Phật tử đang theo dõi đó. Đối tượng này Phật tử đang theo dõi đó. Là nó hay là của mình? Quý tử nghe kẹp ha. Nếu mà đối tượng này là của nó và mình nhìn thấy nó và không có mình ở trong đó thì là mình dùng quán xét mình thấy thì mình thiền chỉ thôi đó. Còn nếu như mà đối tượng này là của nó mà mình thấy mình có trong đó thì là của mình, chứ không phải của nó. Quý tử nghe kẹp ha. Phải chưa? Chưa hiểu kẻ. Phải chưa? Đối tượng này là của nó, mình chỉ nhìn thấy nó là thiền chỉ thôi đó. Nhìn thấy nó và của nó, mình chỉ nhìn thấy nó thôi, chăm chú nhìn thôi, chăm chú nhìn thôi, chăm chú nhìn thôi. Là nó, là đối tượng đó là của nó. Còn đối tượng này mà mình nói là của nó nhưng mà có mình ở trong đó thì đối tượng đó là của mình. Phải chưa? Nghe chưa kia? Nghe được rồi ha. Và sẽ nói vào chi tiết. Hiểu chưa? Thì quý tử nói cho mình rồi đây nè. Quý tử nghe thì cái nói cho mình ha. Quý tử biết cái nào là nó, cái nào của mình chưa? Đờ rồi. Quý tử biết đầu đó, cái đầu mình không? Hồi gắt đầu nữa rồi. Rồi, phát rồi. Rồi, bắt đầu sẽ đi vô sâu chút xíu nữa ha.
chứ sư đang nói ở cõi này là cõi người nha, chứ sư đại ở một hành tinh khác sư nói đâu nha, chứ đừng có nghĩ là sư nói ở hành tinh khác đâu nha. Rồi chứ giờ đi cho chi tiết nè. Rồi thí dụ đối tượng là hơi thở là của nó hay là của mình? Rồi chúng trả lời ha. Bên đây thì là của mình, bên kia là của nó. Thầy sĩ của ta. Thấy không chứ? Thấy không? Hơi thở của nó hay là của mình? Là của mình. Thì là của mình. Mà của nó là của nó. Chúng ta muốn nào? Cái từ hơi thở này của Phật tử hay của nó? Thôi chia hai đi. Lớp chia hai đi. Bên đây là của nó, bên đây là của mình. Mày thấy đúng không? Cái từ hiện kiện không nè. Mới đó là chỉ thôi đó. Mới đó là chỉ thôi đó, chứ nó quá. Hay là của nó hay là của mình? Hả? Của mình. Rồi, của mình thôi. Sắc có theo, mình là sắc đó. Là, nếu là của mình á, thì nó phải theo như mình. Theo như mình. Mà nó không theo như mình đó, thì là mình lầm, nghĩ rằng nó là của mình. Mình chỉ thấy thôi đó, chứ nó chỉ thôi đó. Thấy chưa? Cái đó gọi là 8 tâm đại thiện, hay là 4 tâm tương trí, hay là bắt tương trí, là có cái đó. Đúng rồi. Để nghe kịp không? Bắt tương trí rồi. Hiểu chưa? Đó là điều đầu quan trọng rồi đó. Của mình là bắt tương trí. Thôi, mới là chỉ thôi đó. Của mình là bắt tương trí. Được chưa? Rồi ha. Hơi thở là của nó. Và mình chỉ nhìn nó để biết được nó. Yeah. Chứ không phải là của mình. Để mình biết chủ quan là của mình. Đúng. Không được nói gì vậy. Đó là cái trí rồi đó. Chỉ theo dõi thôi đó, đừng có chỉ rồi đó, mình thấy rồi đó. Rồi chưa? Rồi, cái thứ hai, pháp nghịch nó lên. Pháp nghịch nó lên. Chủ quan hay là khách quan? Khách quan. Pháp nghịch, chẳng hạn như là hôn trầm chị miên, phóng dật, tham sân, hoài nghi, nó sanh lên. Chúng tôi tự thấy đó là chủ quan hay là khách quan? Chủ quan là ta biết nó, là khách quan là ta không biết nó đến lúc nào ta hay. Cái đó là pháp nghịch. Chủ quan là ta biết nó và nó dẫn đến ta đánh không được, ta chỉ thua nó. Còn khách quan nó đến lúc nào ta hay. Chẳng hạn như cái tôi đang tâm chú hơi thở, mà một phút giây nào tôi không kịp theo dõi được hơi thở đó, tâm tôi phóng ra ngoài đó là tôi bắt không kịp, chạy đi rồi là khách quan của nó vượt ra. Con của mình, con của Phật tử là của tôi theo dõi hai phút qua đêm mà mơ vừa lơ đỉnh chút là không có giọt liền, đó là khách quan. Còn của tôi theo dõi nó chính xác mà nó dẫn con đi được đó là mình chủ quan quá, mình mới bị nó gạt. Tôi nghe kẹp ha, thấy thấy chưa? Như thế thì nó pháp nghịch, người ta chưa phân biệt được nào là chủ quan, nào là khách quan, chưa có tương trị. Ha, thấy chưa? Khi mà tứ ngộ thiền đó, mình phải có đó, cái đó nữa. Không có pháp nghịch nữa. Mà người ta không nắm bắt được cái đó đó, thì 50-50 mà hoài. Chủ quan không biết, khách quan không biết, nó thì mình không biết đó. Giờ mình trở ôm lấy cái đó mình ngồi, cũng ngồi nhắm vào tay đó, nhắm mắt rồi. Thiền tao sâu lắm nha, thiền tao sâu lắm mà. Sâu trong vực thẳm. Sâu trong vực thẳm chứ không có lối ra. Tôi thấy nghe kẹo không? Ai sao cũng vậy đó, mình cũng ngồi im giống người ta hết á. Nhưng mà thật là sâu, sâu ghê lắm, sâu trong vực thẳm. Tôi thấy nghe kẹo không? Thẳm có ra. Cái đó là hai. Pháp nghịch chủ quan và khách quan. Được chưa? Mở một cái nữa mà tụi mới hết hồn. Là đó là đối tượng nó có pháp nghịch. Và hai nữa là nghiệp báo nó đến với mình với cái trạng thái nó đến của nó là một pháp nghịch. Hai cái đó mình chưa phân biệt được nữa đó. Đối tượng nó có pháp nghịch và nghiệp báo nó đến với nó nữa, mình chưa phân biệt được đó nữa đó, là mình đánh không được cái thiền. Thì tôi nghe kịp hả? Do đó thế nào là chủ, thế nào là khách, thế nào là đối tượng có pháp nghịch, và chính nó là nghiệp của mình đang chỗ mình trả, mình phải trả. Cái đó là pháp nghịch, không phân biệt được đó. Thì tôi nghe kịp ha. Thí dụ, cái tôi đang ngồi thiền,
con dứt đầu nó đến, thì tôi phải đứng lên và xả thiền. Đó là một pháp định. Tôi trả lời đó là nghiệp, hay là tại vì tôi đang chăm chú quá nhiều vào đối tượng nó làm cho tôi nhức đầu, không có lối thoát ra, làm cho tôi nhức đầu. Ai trả lời tôi đó? Phải không nào? Người dùng công quá nhiều để bông đầu nhức óc lên, mà chưa đó phải là làm gì? Tại vì họ không quân bình điều ngữ, ngũ quyền, tính tấn nhìn mình tệ một cách khéo quân bình. Họ bị sanh ra. Và khi sanh ra đó, họ nói là nghiệp của tôi đang chỗ. Quan gia nghiệp báo đến đầu tôi ngồi thì không được. Mình nói một cách khách quan, chứ mình thấy là đối tượng nó có pháp nghịch. Mình không quân bình được cái đối tượng. Pháp nghịch nó đến vì đối tượng chúng ta đang tu. Tự loan mang những điều đó, cái đó là nghiệp báo. Tôi phải cảm thẳng thế đó nè. Do đó tôi phải cảm thẳng thực sự về gì đó. Nghe chưa? Hiểu chưa nè? Những cái này là một cái cửa mà chúng ta sẽ đi. Mà cái cửa đi chúng ta phải cách là khéo léo. Và khéo léo hơn nữa là phải có trí tuệ. Mà trí tuệ là con đường dẫn tư tu. Tôi phải luôn phải không? Hôm nay là tôi đang là gì? Trí tuệ văn. Tôi đang là trí tuệ văn. Còn cái tưởng hôi nghiêm ngẫm lại, chỉ tệ từ. Rồi chút nữa ta ngồi thiền, chỉ tệ thu. Ta mới lượm ra được. Thế nào là đối tượng? Thế nào là pháp lịch? Thế nào là khách? Thế nào là chủ? Thế nào là nó? Thế nào là mình? Thế nào là nghiệp báo của nghiệp pháp lịch? Hay là đối tượng ra pháp lịch? Thứ ra được gì? Thầy chưa? Chứ chút xíu nữa nha. Hồi xong rồi bắt đầu hỏi nữa. Cái câu vàng chưa xóa là cái bỏ nữa. Nói đó nó lùi xuống tối. Đảo đi ba lần rồi đó. Mà chung chí cũng hỏi ra. Người ta về tới tối 7 giờ mấy, 8 giờ tối không. Người ta kẹp kẹp không? Rồi chưa? Người nhớ hả? Nghe thì khi mà ta đang tu thì vũ trụ sẽ thấy mình có 50, mình có 75, mình có 100. Hôm nay người ta tìm ra được không đâu. Chứ lúc này, ta cũng nào ta cũng nói ta có 100% không. Nói là đau lòng đó. Thấy có tính nghe kèo không? Giờ tôi hôm nay tôi phân biệt mà mình có bao nhiêu phần trăm chưa? 75. Yeah. Có không trả lời nữa nè. Tôi hơi phân biệt là mình bao nhiêu phần trăm chưa? Hả? Lúc ngồi thì mới biết. Giờ còn đi tìm thí dụ 100 nữa. Trong lúc ngồi thiền. Thì theo tâm là thiền thì tôi sẽ thấy hai cái đó đó. Quý tử đang theo dõi đối tượng một cách rất là trí tuệ. Và quý tử sẽ nhìn thấy pháp nghịch đến vì đối tượng hay là nghiệp báo của mình. Là quý tử đang dụng công, thiền, tu tập để mà diệt. Diệt trừ nó thì mình ngay là 100%. Thấy chưa? Thấy chưa? Mà còn cái nói nữa là không có được nói nữa. Thắng là mình có 25. Thiên cơ bất khả tiết. 25 còn giỏi. Chạy đi vô chị. Hiểu chưa? Cái tự nghe kẹo hả? Chứ không thấy chút cái đồng bằng bản sao copy không à? Mới tự nghe kẹo hả? Hãy đúng mùa pháp như vậy thì tự sẽ ra được. Thấy chưa? Đối tượng nào cũng là đối tượng, chứ không phải là của mình. Đối tượng nào cũng là đối tượng là nó, để mình được nhìn thấy nó và hiểu được nó. Chứ không phải mình hiểu được nó theo như mình biết được nó, của mình có biết được. Không phải. Chứ tôi phải cản phản vô cùng. Chứ tôi nghe kèm thôi. Được chưa? Vô dẫn á. Cứ tự nhìn thấy đối tượng. Cái suy tư của mình làm cho cái tự nhìn thấy pháp nghịch một cách mau lẹ, phát xác thấy cái là vô dẫn. Còn cái trạng thái mình ngồi suy nghĩ, cái này nhất là đối tượng hay là pháp nghịch, biết cái này là nói là mình đó, đó là vũ. Vô dẫn. Thấy chưa? Biết liền. Không có nghịch, pháp nghịch có đối tượng. Pháp nghịch có đối tượng và pháp nghịch của nghiệp. Hai cái đó tôi phải biết. Mình biết không? Tôi biết cái pháp nghịch của mình là đối tượng, pháp nghịch của mình là nghiệp, tôi biết không? Giờ biết rồi. Không biết. Giờ biết.
cái này. Rồi, đây tiếp tục về pháp nhận. Pháp nhận nó có 5. Nó không bừa. Từ 8. Nó sẽ không bừa. Sân. Trào hối. Hôn thùy. Rồi bởi gì? Xong, viết ra cái bằng một ghi chép nữa đó. Cái này viết mà như là chưa không có bài xuống, mình sẽ biết là như là ghi chép nữa đó. Sẽ có chưa có bay xuống nhưng mình biết là như đang người chép nữa đó. Rồi chưa, đây là tập thứ 17 rồi đó, tập thứ 6 rồi. Ok được, xin lỗi, chém như chép cho nó chắc ăn, bây giờ tập đến thứ 17 được chưa. Rồi pháp nhật chúng ta có 5, phải không nào? Tham, quý tự biết á, đối tượng là ta tham, là ta tham trong đối tượng, quý tự biết rồi đó không? Dạ, đúng rồi. Hay là quý tử không biết nữa, đối tượng làm ta tham hay là ta tham trong đối tượng, cái nào quý tử biết không? Biết. Rồi có im ngôn đó cả nhà, thấy không nào? Đối tượng là ta tham, ta phải biết, người ta tham trong đối tượng, ta cũng phải biết, được chưa? Đối tượng là ta tham, là đối tượng là nó, mà ta tham trong đối tượng. Đối tượng đó là mình. Được chưa? Đó là pháp nhận. Được chưa? Đối tượng là ta sân. Thì ta sân trong đối tượng. Ta cũng phải biết. Có cái tự không biết rồi không được à? Cái tự nghe kẹo à? Ta sân trong đối tượng hay là ta đối tượng là ta sân? Giờ chứ nói thí dụ ha. Cái tự chạy ngay. Chạy đúng, chạy phải, người chạy trước mặt ta, chạy ngang, chạy ngược, chạy ẩu, thì đối tượng là ta săn hay là săn ta, là ta săn cái đối tượng? Đối tượng. Mình chạy ngay, mình chạy thẳng, chạy đúng, chạy đàng hoàng, người chạy đằng trước, chạy ẩu, chạy ngang, chạy sẹt qua, sẹt lại, sẹt qua, rất là đủ thứ. Đối tượng là ta săn hay là ta săn cái đối tượng? Ta săn cái đối tượng. Đó, giờ mới tự không trả lời được đó, đó thấy chưa? Đâu có tự thấy không rằng, vì chúng ta ngồi thiền, chúng ta có tự sang, chúng ta sang gì sư quá à? Sang quá à? Đâu chúng ta mới tự không thừa sư thôi à? Thấy cũng mình sư à, chứ đâu có làm lại mấy Phật tử đông quá mà. Thì đổi thừa cho ông sư thôi, đang nghiệm sư. Sư ho quá. Hả? Sư hồ. Đó, có thể thấy không? Người chạy ẩu, mình chạy ngay. Người đó làm ta săn hay là ta săn với người đó? Người đó làm ta săn. Chủ quan. Người đó làm ta săn là chủ quan. Mà cái người đó làm ta săn là ta chủ quan. Mà ta săn gì nó? Ta là nghiệp báo. Ta là nghiệp báo. Cái tự phải tay quan trái rồi đó, gần câu 5 phút nghe xuống giờ này liền thì cái đó là nghiệp báo, đúng không? Cái tự thấy đúng không? Cái tự phải tay bỏ thấy chưa? Do đó một con đường tu là ta phải biết được đối tượng pháp lực nghiệp báo thì cảm đạt. Mà chứ sư sợ, chứ sư sợ không sợ gì pháp nghịch. Sư sợ, sư không sợ gì đối tượng. Chứ sợ là quan trang, quan gia nghiệp báo. Tái lập lại một cái hồi. Uổng phí cuộc đời tu mình biết Phật Pháp. Mình có biết Phật Pháp mà còn uổng phí người ta ra nữa. Thiết thiếu. Thiết thì kiếp làm người mà biết nghe Phật Pháp mà uổng phí. Không muốn quan trang, quan gia nghiệp báo. Đối tượng chỉ là đối tượng. Pháp nghịch chỉ là mình thấy mình biết. Chứ không để tạo ra một quan gia nghiệp báo cho chính mình, tôi trầm trắc những nghiệp báo này nữa, mình phải mạnh gánh lấy. Thì quý tử phải tu. Và quý tử phải làm sao? Thiêu đó pháp nghịch. Và chỉ chăm chú đối tượng, dưới đối tượng là của nó chứ không phải là của mình. Thôi. Quý tử ra khỏi, đó người ta đang là gì? Sàng lọc cái tâm thức của mình lại. Quý tử đang sàng lọc cái tâm thức của mình. Người ta bỏ bao nhiêu vật gì trên cái sàng của mình cũng phải làm lọc hết. Để mình có lại những cái tính chất mình muốn có, chứ không phải mình cái gì cũng ôm cho hết. Thì cái đó không phải là mình đang tu tập.
Tôi nghe kịp hả? Phải chưa? Phải hiểu đó. Phải hiểu đó. Phải hiểu à. Hiểu ta mới là tu. Ta mới là thiền na. Thiền na không phải ta ngồi trong thiền đường. Thiền na không phải cái giờ ta gọi là đang tìm tắt. Trong đời sống hàng ngày, trong mỗi phút giây, ta phải có thiền na. Phải dụng công đó, tu tập để mà thanh lập tâm ta, đạt được kết quả là gì? An tịnh cái tâm thức. Lúc đó ta mới nói là ta có phương pháp tu, chứ không phải đợi tới thiền đường. Ở nơi những bài thiền tập, ở những giờ thiền công mình dụng công mình tu, mình mới nói là mình có thiền na. Không phải. Tôi nghe kịp ha. Cái đó tôi phải vượt qua cái đường tu. Thấy chưa? Chảo hối, phóng dật và hối hận. Hai pháp đó là pháp dịch của ta. Ta phóng dật vì đối tượng, hay đối tượng làm ta phóng dật? Ta phải đặt cái câu hỏi đó. Ta phóng dật vì đối tượng, hay đối tượng làm ta phóng dật? Xe lửa nó chạy quá nhanh, tâm ta bắt không được, ta phóng dật cái tâm xe lửa. Quạt máy nó quay quá nhanh, ta nhìn không được từng cánh quạt, tâm ta phóng dật theo cái ngọn cánh quạt. Người ta lơ tay xuống, hạ tay xuống, ta không theo kịp cái tay mà họ lên nhanh xuống, ta phóng dật gì hành động do ta. Người ta nói nhanh quá, người ta không nghe kịp, tâm ta phóng dật trong khi ta đang nghe. Thì trạng thái đó là đối tượng ta hay là ta. Cứ tự phải hiểu mà. Xe lửa chạy nhanh mà ta muốn ta không phóng dật, việc làm của nó là của nó. Tâm ta giật ăn trú gì của mình cũng đang có. Và má nó quay, tâm ta giật yên, ta không bị quay theo nó. Có nhiều người ta thấy quạt má nó quay nhanh quá đó, mình phải đầu quay theo luôn à. Tôi nghe kịp không? Tôi tưởng đang nằm ở dưới giường đó, cái máy trên trần nó quay đó, tôi tưởng phải tìm cái máy là bấm qua cái giường của tôi quay theo nó, để mà quay theo kịp cái cánh quạt nó quay. Tôi nghe kịp không? Hay tôi nằm yên thì ngó cánh quạt, tôi ngồi nằm yên ngó cánh quạt phán à, đúng không? Bắt đầu không? Không có ngó cánh quạt, nằm yên ngó cái tâm mình. Rồi chỉ có ngó cánh quạt đó. Không có cánh quạt, quạt nhanh mà chậm, ngó cái tầm. Tôi nghe kịp ha, hiểu chưa? Rồi gồm đó rồi. Hiểu chưa? Hôn trầm mà thì miên. Đối tượng làm ta bị hôn trầm thì miên, hay là ta hôn trầm thì miên vậy đối tượng? Quế quải với cái đối tượng đó, không hứng thú hấp dẫn gì đối tượng đó, mệt mỏi chán chường với đối tượng đó, tâm ta hay là đối tượng nó làm người ta bị bàn cái đó. Cái tên nghe kìa ha, phải chưa việc đó ta không biết, hay gì đó làm cho ta không biết, ta sân nghi, ta không biết việc đó, hay cái việc đó làm cho ta không biết, người ta sân và nghi. Cái nào quý tử đã có? Tự nghe kẹp không? Cái chi nè, công thức đó, bài bản đó, người ta đưa mình làm việc cái bánh đó, thì tôi nấu cái bánh xong, bánh nó bị khe, tôi nghi. Không biết cái bánh này ta làm vậy mà sao bị khe ha? Ông chỉ không kỹ rồi, ta khởi sanh tâm và nghi. Cái tôi bị khe bánh, do không có tự làm, hay là cái người thầy chỉ có tự làm cho tự nấu bánh là bị khép, ai làm cho tự bị khép bánh? Người sinh khởi quên hoài nghi cái người đó, nghi đó nghi đâu? Nghi của tạo háo nè, tạo cái gì cũng nghi hết đó. Phải không? Ngu nữa rồi. Do đó là cái hoài nghi này, vì ta không biết pháp, ta không hoài nghi. Ta biết pháp, ta đâu có hoài nghi. Vì ta biết người, ta không hoài nghi. Vì ta không biết người, ta mới sinh hoài nghi với người. Cái tự nghe kẹp ha. Cái tự nghe kẹp không? Rồi, đây là pháp nghịch. Vì pháp nghịch mà quý tự không biết, đó là vì đối tượng chúng ta chưa thấm suốt, hay là nghiệp
nó che lấp đối tượng không thấy được đối tượng, chỉ cái đó cấp nhận đang hiện bài. Đối tượng phải nắm bắt cái đó. Thiền khi mà đối tượng làm một việc gì mà đối tượng không biết, đối tượng dám làm không? Khi đối tượng làm việc gì mà đối tượng không biết, đối tượng dám làm không? Sâm tham ha. Ghê quá Hà Sinh ha. Khi đối tượng không biết lái xe, đối tượng dám lên xe mà lái. Sâm tham, không dám lái được rồi. Xe thì xe không dám rồi. Xe thì không dám rồi. Tám sự yếu đúng, không dám làm được đó. Khi sợ sư không biết, sư không dám làm. Hả nè, mà khi mà sư đã làm, sư không có hoài nghi. Chắc chắn sư có niềm tin, sư phải làm được. Nghe kẹp ha, giữa cái niềm tin và rõ biết, nó khác biệt với người không rõ biết, và niềm tin không có. Họ hoài nghi luôn luôn có. Luôn luôn có hoài nghi. Sư nghe kẹp ha. Vậy thì cái sự hoài nghi này là quan gia nghiệp báo. Nó gợt đuổi ta cố ngủ bao nhiêu lòng này. Tại ta không tìm cầu cái con đường mà giải đáp với sự hoài nghi của ta vừa trí tuệ, còn cái kiến thức. Thế đó ta mới hoài nghi. Thế ta nghe kèo không? Thì báo ba lần pháp thì có đối tượng. Thế ta nghe kèo không? Cái chưa? Cái chưa? Thế ta nghe kèo ha. Sự nói hết sức là chậm mưa đó. Bên này xem có nói nhanh không? Cầu ở mấy chỗ nghe là cũng băng mà cô Nguyễn Phương 30 năm trước như là trên quả tỉ bánh vậy đó. Lên mấy chỗ nghe không kịp nói. Bữa cũng băng cho cô Nguyễn nghe chóc rồi nói vậy đó. Như chìm hót vậy đó. Sư hiểu không chứ? Không hiểu sao nói. Sư hiểu không? Sư hiểu thì sư sợ. Cô băng không? Không có bằng không, không có cách nào ghi chép được đó. Hồi đó sư mà lên bục giảng á, mà sư nhìn từng người nha, chứ không phải là sư nói mà sư không nhìn từng người. Họ ghi chép sư mà biết là họ đang ghi chép nữa đó, là sư nói từng người mà sư nói không ngừng. Không ngừng, lên mấy tiếng đồng hồ không uống nước mà không ngừng nói liên tục vậy đó. Chứ không phải sư nói mà nhìn trời mà để sư trả bài đâu. Người này chết mà sư thấy không rõ cái chữ chép đó không đúng, sư quay trở lại sư giảng lại liền. Cái người này chết là không ngay. Tấm đặt đó, quay trở lại sư giảng thì sư thấy họ chép. Sư trả lại cái bài đó liền. Chứ không là liền bỏ qua. Mà 30 năm mình tiếng nói không ngừng. Nay sư nói chậm rồi. Già yếu lão lai tài tặng rồi. Nên nay nói chậm rồi. Chúng ta nghe kẹp ha. Nhờ đó đó quý Phật tử sẽ thấy con đường tu tập của ta. Ta phải nắm thật là chính xác. Thì ta không có hoài nghi. Và không có thể nào ta quể quải giải đải được hết đó. Mà không có cách nào mà chúng ta phóng dật mà lo lắng, lo ngại nữa. Và không có làm gì ta bực mình hay là bình mật hết đó. Mà không có cái gì mà để chúng ta mà dính mắt mà đeo níu cái đó đó. Buồn thẳng đó. Còn không có giữ lấy cái gì mà ta muốn có. Vì ta có rồi ta đâu có giữ. Còn ta giữ lấy những gì không có là chúng ta chưa có. Tôi nghe kịp ha. Tại vì nó là đối tượng chứ không phải là của ta. Chúng ta nghe kịp không? Ta chỉ nhìn nó để ta hiểu được chân lý sự thật nó thôi, chứ không phải giữ lấy nó. Chúng ta nghe kịp ha. Trên con đường tu tập của ta là như vậy đó. Do đó chúng ta phải biết đó là thiền na. Thiền na ta chăm chú đối tượng này phải có câu hỏi để làm gì. Ta chịu đối bất nghịch này là cái câu hỏi để làm gì, thì câu đó chúng ta mới dùng công được. Ta chăm chú đối tượng này để ta hiểu được đối tượng này không phải là cái mục đích của thiền na, để ta phải đi tới mục đích ta. Chăm chú đối pháp nghịch này để chúng ta phải là thắng được cái đối tượng này với pháp nghịch này đang có, để ngoài tại đó ta phải đi tới mục đích chân tâm, chứ ngoài tại đó. Do đó có những người họ tu mà không đặt những câu hỏi, tôi chăm chú đối tượng này để làm gì? Không phải để ta chinh phục được đối tượng. Còn con cóc nó muốn nhanh hơn ta, hay là ta quản lý nó, ta giữ nó được nhanh hơn nó, nó muốn kịp để làm được cái gì? Giữ mình với nó hơn thua để làm được cái gì? Thì ta không phải đặt cái đó. Thì cái đó là người ta mới là thiền nè. Cái tôi nghe kịp ha. Do đó biết
bao nhiêu vị thì ngồi thiền, và cả các vị thiền sư, tôi chăm chú đối tượng, tôi thực hành thiền, cái câu hỏi để làm gì? Cái phải có một mục tiêu, đây chỉ là một phương tiện, đang là dụng công mà. Cái tôi nghe kịp không? Phải đặt đỉnh, rất là quả. Con đường đó ta chưa đi tới, ta phải đi tiếp rồi, không được dừng lại. Tôi thiêu đốt hết nghịch, tôi là người chiến thắng. Chiến thắng trên sự chiến thắng của cái pháp nghịch đó. Để mình ở lại nơi đó, mình sẽ là gì? Một pháp nghịch của mình ở tại nơi đó, chứ không phải là mình đã diệt các cái pháp nghịch ở trong cuộc đời mình đang tu tập. Tôi nghe kịp hả? Chính cái đó, thì tôi không có sự biết. 30 năm về trước, sư có một cái lỗi lầm. Sư cũng đến lớp, sư nói vậy đó. Không có một vị tăng, người đi nào hỏi sư, để làm gì thưa thầy? Để làm gì sư sư? Này sư phải nói. Cái đó ta chưa dừng lại được. Hãy chưa dừng lại được, để ta phải ngoài đi nữa. Thì đi nữa để ta đạt đến cái mục tiêu, mục đích của ta đó. Đây là một phương tiện, chưa đạt được cứu cánh đó. Thì chúng ta còn phải đi, chưa dừng lại được. Thì lúc đó, con đường tu tập chúng ta còn phải dụng công thiền hà. Dạ, xin nghe. Dạ, thưa sư, ví dụ như thiền hà là chăm chú và đối tượng, thì đối tượng nó bắt hai phần. Đối tượng ở phía ngoài mình, và đối tượng là phần. Ngoại phần, nội phần. Nội phần và ngoại phần. Thì ở ngoại phần thì mình dễ nhận xét. Có phóng cảm bị khô không kìa, người ta lại ta nói có ba làm bà không hay làm nên dịp thiện đó, 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 đó. Mình cô biết Bật lên. Thí dụ như... Thí dụ như chăm chú đối tượng thì đối tượng nó... Có hai phần. Có hai phần, nội phần và ngoại phần. Ví dụ như ngoại phần thì mình dễ hiểu là mình thấy là nó không liên hệ gì đến mình á, mình cũng không cần biết để mà quan tâm nó nhiều. Nhưng mà nội phần á thì mình lại phân biệt, mình không biết cái này ra làm sao, nó là của ta hay là nó không phải là ta hay là cái gì đó. Thì cái phần này đó con cũng còn thắc mắc, con cũng chưa có định rõ được cái phần đó, còn thiêu đốt pháp nghịch thì nếu mà cũng vậy, nếu mà pháp nghịch đó ở ngoài thì theo chủ quan với chức quan thì con thấy rằng cái gì mà không làm cho mình lợi lộc cho thân tâm mình an lạc thì mình coi như là cái đó là pháp nghịch đi. Thì thưa sư có thể là như vậy không? Không phải, quý tôi nghe rồi ha. Quý tôi nghe cái câu hỏi đó. Rồi khi mà quý tử miếng nói về đối tượng chủ quan là đối tượng ngoại phần hay nội phần, quý tử nói là nếu nói đối tượng ngoại phần để quý tử nói để mà hiểu thôi, chứ quan trọng là quý tử coi đối tượng nội phần mà là điều chính để mình ta cần thấy. Cả hai cái điều đó là mình để làm kinh xuất đối với cái đường tu tập, dù nó hay của mình luôn luôn nào cũng phải đề cao cảnh giác cả. Chính nó cho ta bài học, chính mình cũng cho ta được bài học nữa, chứ không phải nó không cho ta mà chính mình mới dạy ta bài học. Cả hai đều có đó. Quý tử sẽ thấy nếu như người mẹ mà không có tâm lý của đứa con đó thì khó lòng dạy được đứa con. Vì tại sao? Chính nó cho ta một bài học là gì? Ta coi thường nó. Cái đầu bài học đầu tiên nhất mình dạy được đó. Người ta coi thường nó. Cho nếu mà ta thận trọng, người ta coi chính xác nó và ta rõ biết cái nó, và ta hiểu biết cái con đường mà ta phải làm gì với nó, thì ta không thể nào bị nó cho ta bài học được hết. Do đó quý Phật tử không nên nói ngoại phần là nhẹ, nội phần là chính, là quan trọng. Không, xin nhắc là cái nào cũng có cho ta bài học hết á, cái nào chúng ta cũng phải lượng được hết đó. Tôi nghe kịp ha, chứ đừng có coi cái này là chính, cái này nhẹ. Thế nào quý tử biết là chính hay là nhẹ hay là phụ đó? Không hết được chưa? Kể thẳng thẳng đó, sư, nãy giờ sư chỉ nói đây là chỉ thôi đó, sư chưa có nói quán đó. Nói tới quán đó là ngã đụng xíu nữa đó, nói tới quán là còn hành sinh đó. Gây cái kịp ha, coi chưa? Rồi thế nào là nghịch, pháp nghịch, nào là chủ, nào là khách. Cái tự ta biết cái nào là chủ, nào là khách, cái tự phải tâm mà hiểu được đó thì cái tự được 75% hay 100%. Rồi thế thì khi mà cái pháp nghịch đó là tham, con mình tính hay tham, gặp cảnh thường hay tham, sanh tâm tham,
hay là cảnh này là cảnh trưởng, lo cuốn hấp dẫn làm cho mình tham, còn mình khởi sinh tánh tham. Từ trước giờ mình không có tính tham, mà giờ thấy cảnh này mình phải thành tham, thì cái đó đó là chủ hay là khách mình phải coi. Phải không nè? Cái người thường tham, thấy tham không biết mình tham, do đó là không thấy tham. Còn người chưa từng tham mà bây giờ bộc tham lên đó, thì thấy rõ mình có tham và tham thất trần. Chính xác mình thấy rõ được đó, xấu hổ. Chứ người mà từng tham không thấy tham đâu. Người từng sân không thấy mình sân đâu. Tự nghe kịp ha. Cái người đó là đáng gọi là gì? Chủ quan và không bao giờ thấy được pháp nghịch của nó đang có. Mà chỉ thấy pháp nghịch của mình đang tạo ra để có pháp nghịch mà thôi. Lúc đó người ta bị ở trong hai cái này chỉ đó. Người ta nghe kịp ha. Rồi chưa? Rồi. Như vậy thì xin nghe. Rồi, xin nghe. Mở lên chưa? Rồi, xong rồi nghe cái bóc rồi. Từ xưa con thấy cái chỗ mà sư nói đó là thiền na là tâm trí là cái đối tượng. Khi mà cái đối tượng mà con thấy đó là cái bánh ú ba mặt. Bánh ú ba mặt. Đâu, nhưng mà cái khi này đang chỉ mà đâu có quán đâu mà anh ú ba mặt. Không, gì nói là tâm sư nói là tâm trú vào đối tượng, tâm trú vào cái đối tượng. À. Là thấy cái sự việc nó xảy ra. Rồi thở thôi. Nếu mà mình Để đang để hơi thở nè cô. Thì hơi thở nó thay đổi, nó cũng là thì vô tường. Không, không, sự. Đó là cô quán. Thì cô quán chứ bây giờ. Ta đang chỉ. Thấy không? Cái đó là cái cô đang đưa, cái cảnh đó là cái cô đang bị tại gì? Câu hỏi là mà tính chất chủ, chủ quan. Bây giờ khách quan là cô đang theo thở. Nó vô ra, thì từ thở vô ra. Tham khởi lên tham, sang khởi lên sang. Hôn trồng khởi lên hôn trồng. Mình thấy nó thôi. Chứ đâu có cái gì mà đóng qua mặt. Chiều là đang giờ tu học mình thấy đúng đúng mà mặt là phiền não trong tâm sư đang giảng. Tại vì chiều không ăn được nữa đó. Tôi kiếm bị kiếm như vậy thôi. Đó thì tại giờ cô nghe nãy giờ sư đang nói chỉ mà mới vừa nói coi chừng chưa nói hoài quả còn quán người còn sợ nữa thì mà họ tới bên ông bà mặt rồi nè quý bà nữ hay quá nè à quý ta nghe kèm không hơi thở nhờ vô tao biết vô nó ha tao biết nha chỉ thôi chăm chỉ chăm chú chăm chú chăm chú thì đang giảng pháp về thiền na. Còn thiền hành thì đâu có nói thì tâm chú pháp thì gì đỡ đâu. Nghe chưa? Quý ta nghe kịp không? Khổ ghê ha. Khổ ghê ha. Quý ta thấy khổ lắm. Sư mấy cô sau này trả cái quả ghê lắm. Mà lúc là mình giống họ bị người ta dí ta hỏi còn nhiều hơn nữa. Chắc mà sư cũng có quả báo gì mà cho mấy bạn. Nhờ vậy mới nhớ sư phụ nhiều. Không có chịu. Đâu có gì mà sư không chịu. Nhưng mà sư nói trước cái đó. Người ta nghe kẹp hậu. Bánh xe trước là sao, bánh xe sau y chang vậy à. Không có chăm đâu. Nghe kẹp ha, là chưa. Rồi, nghe kẹp ha. Đây là nói bút xa, bút này còn để nguyên chưa xóa. Mà vẫn còn bị thắc mắc, là khổ lên những cái khác nữa. Nghe kẹp ha, thấy chưa. Quý ta nghe kẹp ha. Vậy thì khi mà quý ta còn thiền nè, ta nói tới thiền nè, vì thì quý tử mới thấy lời Phật dạy, hay là mình hiểu giá trị mà đắm giác ngộ đi. Thế tôi nghe kẹo không? Lời Phật dạy là cái vỏ bên ngoài, mà hiểu giá trị mà đắm giác ngộ, thâm thúy chiều sâu trong cái hành trì của Đức Phật là có. Mình mới hiểu được cái ý nghĩa đó. Tôi nghe kẹo không? Tôi phải thấy mình giác ngộ. Phải giác ngộ chứ không phải là lời Phật dạy. Thì tự nghe kêu hả? Nó ra được. Chứ có tưởng đứng bên ngoài không? Thì đó cũng cái nghĩa. Và chưa? Rồi, chúng ta đi tới con đường mà ta đang tu. Vậy thì khi mà chúng ta có ngồi tại thiền, ta nói là chỉ là phải đạt tới tích của ta là đắc định. Thì chăm chú đối tượng này, chúng ta phải nhắm tới đó. Thiếu đối bất nghịch này, cũng phải nhắm tới đó.
và cả hai tâm chân chú đối tượng và chú đó phát nghịch phải cùng một lúc nhắm về những đó, chứ không phải trước mà sao so lẹ trước sao được. Chứ tôi làm hay cùng một lúc, chứ tôi nghe chuyện này nghe chưa. Chiếc máy bay đang chạy trong phi đạo, mà chiếc máy bay muốn lên bầu không gian bên hư không, lên trên không gian, trên bầu trời, thì chúng ta phải bắt buộc phải rời khỏi phi đạo bằng cách cách đó lên. Mà nó chạy hoài thì nó chưa lên, tôi nghe kẹp ha. Ở khi mà nó muốn đi lên á thì bắt buộc nó phải rời khỏi phi đạo thì nó mới đi lên được. Thì cái đó là cùng một lúc chứ không phải là so le. Thì cái tự chăm chú đối tượng thì thấy được cái mục đích của ta, thì pháp lực chúng ta phải cắt đứt liền, chúng ta mới đạt được chăm chú đối tượng đến mục đích ta mới được. Ta nghe kịp hả? Được chưa? Nắm được rồi ha. Con đường tu chúng ta bắt đầu đi qua, cái tiến trình tâm thức của ta đi như thế nào? Thì khi người ta đi tu, ta hành thiền, ta qua nói về lộ trình tâm. Ta nói tới lộ trình tâm. Thì lộ trình tâm này, nếu như chúng ta chọn đối tượng bên ngoài, thì chúng ta phải đi từ lộ ngũ môn, phải không nào? Đối tượng bên ngoài, thì ta đi từ lộ ngũ môn. Đối tượng bên ngoài mà ta nhìn thấy được, ta qua lộ nhãn môn. Ta thấy được. Cái chưa? Thì sau khi lộ nhãn môn xong, người ta mới lộ cái môn để mình hướng tâm tới cái mục đích của ta, hướng tâm ta đến mục tiêu của ta. Cái chưa? Cái dưới lộ của môn là đang dụng công và thiền na. Mình lỗi môn hướng tâm tới mục đích ta là ta đang tu tập để đạt được mục tiêu. Chứ tôi nghe kẹp à. Được chưa? Cái lộ ngũ môn là nhãn môn, là ta đang dụng công hành thiền na để chúng ta tu tập đạt tới mục đích của ta là lộ ý môn. Tự nghe kẹp à. Thôi, thí dụ quý tử tạo ra một cái đề mục trước mắt của quý tử mà quý tử nhìn không rõ. Với cái người mà hành thiền chỉ đặt một cái đề mục trước mặt của họ, cách nó phải bị tắt, và họ bắt đầu thẩm thị là chăm chú nhìn vào đối tượng đó, mở mắt ra nhìn, nhắm mắt lại, mở mắt ra nhìn, nhắm mắt lại, nhìn qua nhìn quý mà nhắm mắt mà không rời, lúc đó mở mắt ra không rời mà nhắm mắt cũng không rời cái đối tượng đó, lúc đầu ta bắt đầu là dụng công thiền na chăm chú vào đối tượng, mở mắt nhìn, nhắm mắt lên nhìn, mở mắt nhìn, nhắm mắt lại, mở mắt nhìn, nhắm mắt lại, wow, như vậy đó là người ta đang lộ trên ngủ môn. Tôi nghe kẹp không? Được chưa? Rồi ha. Rồi khi mà cái đối tượng đó nó xuyên suốt và nó không rời quý tử nữa, và nó bền vững trong tâm thức quý tử đang có, nó qua lội môn thì cái đối tượng đó không phải dừng lại tại đó, ta phải đạt tới mục tiêu của ta. Lúc đó ta dùng công tâm tu tập để đến đắc định. Tôi nghe kẹp ha. Dùng công tu tập để đắc định. Thiền na là phương tiện, phương pháp, là dùng công để chúng ta đạt tới cố gắng tu tập đắc định. Được chưa? Rồi ha. Tôi nghe kẹp ha. Rồi chúng ta đi vào nữa. Rồi như vậy thì khi mà quý tử, đó là hai cách, có người sẽ dùng hai cách. Người mà yếu về tâm, họ dùng cái ngũ môn trước, yếu môn sau để mà chăm chú tâm ở lại. Quý tử nghe kẹp không? Yếu về tâm, ví dụ quý tử ngồi với một cái đề mục mà nó trù tượng á, tâm quý tử sẽ đi hai cái hiện tượng ra, một là phóng dật, hai là không trầm trì niệm. Cái đó vì cái đối tượng đó là trù tượng. Cái tôi ngồi nghĩ hoài không ra, suy nghĩ hoài không được. Nếu nó trù tượng, cái tôi không bắt, không thấy, không nắm, không giữ ra được đó, là cái trù tượng, là làm cho tâm của tôi dễ bị phóng tâm. Hay là cái tôi dễ bị hôn,
hôn trầm ở tại nơi đó. Nhưng mà đối tượng mà quý tử thấy được không dễ gì mà quý tử phóng tâm, không dễ gì quý tử mà trừu tượng để mà không thấy bắt được nó, thì nó trúng mắt sờ sờ như vậy đó, quý tử không thể nào hôn trầm thì miên được. Thì cái người đó thiền sư cho rằng là các vị hành giả đó là yếu về tâm, họ dùng đối tượng mà có hình ảnh để mà gọt cái tâm nó lại. Tôi nghe kẹp à. Nhưng mà cái người nào mà cái tâm không mạnh, họ không cần phải có những cái đối tượng hiện hữu trước mắt của họ để mà họ nắm bắt, bên là bám níu, thì đó họ dám đi tới con đường là gì, thẳng như con đường trừu tượng. Chẳng hạn họ rải tâm từ, hay là họ niệm về cái hơi thở. Hơi thở là mình không nắm bắt, hơi thở mình chỉ ngồi mình nhìn thấy nó, dưới dạng ánh vô ra thôi. Nó là một cái hình tượng, đó dễ chúng ta bị phóng tâm, dễ chúng ta bị hôn trầm với cái đề mục người ta đang theo dõi hơi thở của nó, dù rằng nó đang có chúng ta vô và ra, chúng nó luôn luôn liên tục như vậy đó. Thì đó, cái người đó không có có lộ bốn môn, mà lộ ý môn này tới lộ ý môn kia. Tôi nghe kẹp ha, được chưa? Rồi sẽ tắt cái làm hai. Như vậy thì là người này yếu, yếu tâm, tâm họ phải có đối tượng, không có trụ tượng họ mới dùng được. Còn cái này người mạnh tâm, tâm họ mạnh thì họ sẽ có gì, một lỗ ý môn trước để biết đối tượng của mình, một lỗ ý môn thứ hai để hướng tâm tới mục tiêu mình đặt đó. Quý tử nghe kẹp à, cái đó là người mạnh tâm, gật chưa? Ở đây quý tử là người một hay người hai? Có ba làm bài không kìa, ta đang hỏi ba làm bài không kìa. Không có quá. Con nói vậy là con chúc tở nha. Không có là tại không có cái kia. Có anh. Vậy. Dạ thưa sư, con ý con muốn nói là cái người sơ cơ đầu tiên à, thì là cái người yếu tâm. Yếu tâm. Đến khi mà tu được qua cái giai đoạn nào đó là họ sẽ đi thẳng vào ý môn. Liền là hay quá ha. Con nói đúng không mà sai vậy là cỡ lên hoài nghi đó. Con muốn xác nhận chứ không phải hoài nghi. Hoài nghi cho pháp nghịch. Rồi, quý tử sẽ nói là quý tử không biết là mình người sơ cơ là mình phải tu tập phải có đối tượng. Rồi nếu mà mình mạnh tâm vào đó là mình bền vững ra thì mình từ bỏ đối tượng để mình đi vào trong cái trạng thái ý thức của mình thôi, phải không nè? Yeah. Thế thì cũng là vậy là thôi. Nãy giờ vậy mình cứ đi yếu tâm, đi cứ mạnh tâm thôi. Giờ sơ hay là sơ không sơ thì cũng vậy à. Tôi nghe kịp không? Cái tôi nghe kịp ha. Do đó mình phải hiểu đó. Một là mình sơ cơ, hai thì là mình chỉ là một bà sơ thôi. Không biết là cái trường hợp nào. Cái kẹo ha, được chưa? Do đó ở hai cái lãnh vực đó mình tự mình biết. Thí dụ quý tử sẽ không thể nào mà ngồi niệm về lửa như đại đức Kassapa là Ca Diếp. Trước khi mà được Đức Phật ngài tới độ đó, đại đức Kassapa là một vị du sĩ ngoại đạo thờ lửa, thờ thằng lửa. Nhưng mà tới khi mà được Đức Phật ngài độ rồi đó, đắc được quả là hán rồi đó, cái đề mục Kassapa của ngài Kassapa và cái Diếp đó vẫn là lửa như thường, chứ ngài không bỏ, đã quả là hán rồi nhưng mà vẫn giữ lửa. Thì quý tử biết đó, cái cách thức mà ngồi thiền đó, cái thức ngồi thiền với người đề mục lửa là quý tử phải bọc hết tất cả những xung quanh của quý tử đang nhìn và quý tử chỉ còn cho nó bằng một bàn tay của quý tử một cái vòng tròn. Ở dưới đây có cái đèn cầy và cái ngọn lửa nó đang lên. Tất cả bên đây là quý tử dán lại hết. Quý tử bắt đầu ngồi để đục đầy mình lửa tê chô. Thì quý tử nhìn cho ngọn lửa đó, cho dù ngọn lửa nó ngã qua, ngã lại, thụt lên, thụt xuống, đã chưa, ngã lui, quý tử chẳng thấy lửa, nhắm mắt lại, chẳng thấy lửa, mở mắt ra chẳng thấy lửa, nhắm mắt lại chẳng thấy lửa. Đó là quý tử đang dùng cái đèn mục có hình sắc, không phải là trụ tượng,
là gì mình yếu, yếu tầm. Thì tự nghe kẹp ha. Nhưng đó với ca sơ phát, ngài không có cần ngọn đèn cày này, nhắm mắt lại ngài thấy lửa liền. Đó là ngài mạnh tâm rồi. Thì lúc đó từ ý muốn đi đến ý mồm á, ngài không có dùng nhãn môn để nhìn thấy ngọn lửa như ta đang cần có để mình thấy ngọn lửa. Nhắm tâm lại, nhắm mắt lại mình nhìn thấy lửa vẫn còn đó, thì lúc đó là lộ ý môn đang hướng tâm về về mục tiêu của ta. Thì ta nghe kẹp ha, nghe chưa? Rồi khi mà quý tử nhìn với cái trạng thái đó, quý tử nhìn với cái trạng thái đó, thì đầu tiên mà những cái ngọn lửa nó đang chuyển động dưới cái ngọn đèn cày chúng ta đang có, mà chúng ta bọc hết xung quanh và không phải chi phối những cái gì xung quanh đó nữa đó, thì những cái lúc mà cái trạng thái mà nó qua lại như thế này, quý tử nghe kịp không? Đó chỉ là những cái chuẩn bị tâm thức của ta để mà hành thiền tu tập để đắc định. Quý tử nghe kịp không? Ta gọi là gì? Chuẩn bị tướng. Nó là những cái chuẩn bị tướng đó, mình chúng ta đang chuẩn bị để chúng ta tu tập đó. Rồi khi mà quý tử nhắm mắt lại, quý tử không còn thấy lửa nó qua lại thục lên thục xuống đảo tới đảo lui, mà quý tử chỉ nhìn thấy ngọn lửa và tiếp tục theo dõi ngọn lửa đó, đó thì lúc đó quý tử đang đi tới cái gì? Cận hành tướng. Tôi đang đi tới cận hành tướng. Là giai đoạn này là quý tử còn xài ngủ và ý. Giai đoạn này quý tử còn xài ngủ và ý. Giai đoạn sau này quý tử xài ý cho cái ngủ nữa. Giai đoạn mà chuẩn bị tướng là quý tử còn xài lộ ngủ, lộ ý, lộ ngủ, lộ ý. Giai đoạn sau tôi chỉ xài ý thôi. Trong đó cạn hành tướng, tâm tôi bằng khắc khích vô cái lời bụt lửa đó rồi. Nhắm mắt là luôn thấy, mở mắt luôn thấy, mở mắt thấy, nhắm mắt thấy, mở mắt thấy, lúc nào cũng được. Lúc đó là tôi đang cạn hành tướng, vậy đó. Rồi từ trên đây nè, rồi tới cuối cùng đó là gì? Nhập định. Nhập định. Được chưa? Được lực nhập định. Đến lúc đó tôi chỉ có là gì? Ý môn mà thôi. Tôi chỉ có ý môn mà thôi, chứ tôi không còn có lộ ngủ nữa. Thì chưa? Thế nào? Thì khi vào quý tử đi những giai đoạn này, không nè, từ giai đoạn chuẩn bị tới cận hành và nhập định, ba bước như vậy đó. Đây là những người còn dùng cái ngón đèn cây để làm tướng, làm đối tượng để mình tập trung, mình chú tâm được đó. Ta gọi là những người đang yếu tâm, phải có đối tượng để họ bị hai cái pháp nó dễ sanh lên là gì? Phóng tâm và hôn trầm trì niệm. Ta nghe kịp ha? Kịp chưa? Đó là cái điều mà khi cái tưởng, ví dụ ta đang bị phóng tâm, thì tưởng nếu mà cái tưởng vừa cái tưởng đang chở vô cái lồ ý này, mở mắt thì thấy ngọn lửa, vừa nhắm mắt lại cái tâm mình trở lại gia đình của mình liền, thì phải mắt máu mở mắt nhìn là ngọn lửa liền, để cho sao dán tâm đặt tâm vào trong đối tượng trở lại, chứ đừng có để cho tâm mình chạy về chuyện gia đình của mình. Đó là họ chuẩn bị tướng, mở mắt nhắm mắt để mình nhìn thấy đối tượng, giữ cho tâm mình gọi lại đó được. Cái đó để chừa ngừa ngăn là phóng dật hay là không cầm trị miên. Cứ tự vừa mở mắt ra thì thấy ngọn lửa, nhắm mắt lại cũng sẽ gục, mở mắt là liền nhìn thấy ngọn lửa đó, nhìn gục mở mắt là liền. Cái đó là đang ở vị trí chuẩn bị. Nhưng mà khi mà quý tử kiên cố bền bỉ vào lúc đó cận hành tướng đó, thì quý tử không cần dùng ngọn lửa, không còn nghĩ tới đối tượng lửa bên ngoài nữa, mà trong tâm trí lúc nào tôi cũng ngồi khánh khích với lửa trong tâm của nội tâm của tôi đang có được đó, của nó có rồi đó, thì quý tử đi tới cận hành tướng. Thì từ cái cận hành tướng đó nó đi tới một cái quang tướng sáng xuống lên đó, thì quý tử nhập định là cái giai đoạn thứ ba, ý môn. Quý tử nghe kịp ha? Rồi chưa? Phải ha? Rồi giai đoạn từ chuẩn bị tướng và cạn hành tướng là giai đoạn quý tử đang tiến tu một trong tám tâm đại thiện dục giới quý tử đang có. Quý tử nghe kịp ha? Giai đoạn chuẩn bị tướng và cạn hành tướng
là giai đoạn mà tôi đang tiến tu, sử dụng một trong 8 tâm đại thiện tôi có. Mà khi mà tôi nhập định, khi tôi nhập định, đắc thiền, tâm thiền thứ nhất nó sanh lên, tâm thiền, sơ thiền sanh lên. Tôi nghe kẹp ha. Thì cái tâm sơ, tâm thiện, sơ thiện này làm cho Phật tử chứng đắc, đắc định giới đề một Phật tử đang tu, tu thiện. Thì tôi nghe kẹp ha. Và chưa hiểu ha. Và chưa qua lộ trình tâm nè. Và chưa lộ trình tâm. Rồi ha. Rồi kia Phật tử đi vào trong con đường mà tu tu tập tập, thì lỗi môn nó khai lên, khai môn. Chuẩn bị. Cẩn hành. Thuận tùng. Chuyển tập. Đắc định. Tin nghe kẹp ha. Nó trình tâm nó đi như vậy. Thì trong giai đoạn 4 cái tâm này, chuẩn bị cẩn hành, chuyển tập, thuận tùng, chuyển tập, 4 giai đoạn này, 4 sát na tâm này là một trong 8 tâm đại đại thiện. Đắc định, tâm thiện, sơ thiện là thứ nhất cái đám. Tâm thiện, sơ thiện là thứ nhất đến cho quý tử đắc chứng được định cái đó. Cứ từng nghe kẹp ha. Nên chưa? Rồi ha. Còn khi mà tôi đắc được thiền ở đó đó, một sát na tâm mà, và xong cái xã thì không có vô gớp rồi. Một sát na tâm mà. Nghe kẹp ha. Rồi chưa? Đắc được từng thiền thứ nhất, sơ thiền, sắc giới với đề mục có sắc pháp. Nghe chưa? Rồi quý vị tự muốn ngồi là thiền lại đó. Ồ, đắc thiền rồi, muốn ngồi thiền đó, bắt đầu mình xả thiền ra. Mới mình lập nguyện, nguyện cho tôi cái tầng thiền tôi đã chứng đắc trở lại cho tôi trong vòng một tiếng nữa. Bắt đầu tự mình trở vô cái tầng thiền này lại và nguyện ra. Lúc đó cái giai đoạn thiền thứ hai, cho tự ở tầng thiền một tiếng đồng hồ. Tôi nghe kèm ha. Do đó cái người đắc thiền chỉ có một sát na ra liền. Còn muốn ngồi thiền một tiếng hay ngồi cả một ngày là họ phải lập nguyện, còn họ mới đưa vợ trở lại cái thiền đó, họ mới có được một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ hay một ngày mà họ ngồi ngày giờ nguyện của họ mới có được. Lập nguyện là nguyện cho tôi trở lại đắc chứng từ thiền mà tôi đã chứng đắc một tiếng đồng hồ. Lúc đó mình lập nguyện thời gian thì nó sẽ có lại nhưng mà tự lại. Hả? Không phải, phản kháng là mình ra rồi. Rồi mình phản kháng lại thôi. Còn cái lập nguyện là cho mình trở lại, mình ngồi trong thiền đó với thời gian mình muốn ở thì thời gian của nó. Thế tôi nghe kẹp ha. Cái đó mình lập nguyện. Rồi chưa? Thì khi nào cái tử làm được như vậy đó, cái tử mới trở lại thiền. Còn ngồi trong thiền, đắc chứng thiền, ở trong thiền thời gian tôi muốn một tháng, à một giờ hay là 2 giờ, 3 giờ, một ngày thì 2 ngày. Tôi nghe kịp rồi. Nhưng không có niệm lực quá 7 ngày. Không có quá niệm lực 7 ngày của người thầy hành thiền tỷ. Tôi nghe kịp ha. Rồi chưa? Rồi ha. Thì từ năm tâm chuẩn bị, cẩn hành, thuận tùng và tới chuyển tập, đi qua tới đắc định. 4 giai đoạn, 4 sát na tâm này là một trong 8 tâm đại thiện. Và chắc chắn quý tử sẽ chỉ còn 4 tâm đại thiện tương trí. Lúc giai đoạn này, giai đoạn này chỉ còn 4 tâm đại thiện tương trí mà thôi. Không có thể nào có 8 tâm đại thiện ở trong 4 cái sát na tâm này. Lúc đó là ốp áo đi đến con đường gì? 100% và đắc định. Quý tử nghe kịp à? Sẽ đi tới cuối cùng. Rồi chưa?
và chưa nắm được chưa hiểu được ha, đắc cho thiện rồi và chưa phải ha, và chưa nói tiếp nha, chép xong chưa, này nó chậm quá mà, nó chậm quá mà phải không, hết sức là chậm và chưa rồi. Thế thì làm sao mà quý tử vừa ngủ vừa ý để quý tử làm được cái chuẩn bị tướng này nó kháng khích được ha, cái câu đó là kỹ thuật. Còn lửa nó có ở trước mắt người ta, mà làm sao quý tử làm sao tôi nắm được cái chuẩn bị tướng này, vừa ngủ vừa ý, ngủ mở mắt ra nhìn thấy và ý nhắm mắt lại hình ảnh đó ở trong tâm trí mà không rời khỏi đâu, làm sao quý tử có được. Thì lúc bây giờ về kỹ thuật, quý Phật tử sẽ đi qua bốn cái công lực của nó, bốn cái công lực của nó thì quý tử mới đi được. Không có bốn cái công lực của nó thì quý tử đi không được. Ở giai đoạn chuẩn bị tướng này là quý tử phải có tầm tứ thủy lạc, bốn cái giai đoạn này. Rồi tới khi mà quý tử đi tới đường ngủ đó, đó đó là giai đoạn bốn, cái này là giai đoạn này là ngủ, giai đoạn này là xả hay là nhất thống, giai đoạn này là nhất thống, thì lúc đó tôi qua giai đoạn ý. Về kỹ thuật, tầm tứ hỷ lạc và nhất thống luôn luôn là quý tử làm cho chuẩn bị tướng của tử kháng khích với đề mục đó không rời ra. Tâm đem tâm đến với cảnh, đem tâm đến với cảnh hay là đến với đối tượng. Tứ quan sát về đối tượng. Thủy vui thích với đối tượng, vui thích với đối tượng. Lạc là an vui với đối tượng. Nhưng không, tâm mình khẳng khích cho đối tượng. Nhưng không, cái này ghi chép lâu lắm rồi mà giờ thấy bữa nay cũng chép nữa, chứ không hiểu tại sao cứ chép hoài. Chép cũng chép nữa. Tâm khăn kết với đối tượng. Rồi khi mà ta nó chép thấy chưa, tầm tứ hỷ lạc cái thống trên này sơ thiền thôi đó, được chưa? Tuy nhiên nếu mà làm vậy nó không đúng về kỹ thuật, thì nói tiếp cho người ta nghe, thấy chưa? Chép xong chưa ha, chép xong rồi ha, rồi chép xong rồi ta nói tiếp. Cái này quý Phật tử phải nhớ là nhớ chuẩn bị trước. Ở cái giai đoạn mình đang chuẩn bị vừa lộn ngủ vừa lộn ý, vừa mở mắt nhìn thấy rồi nhắm mắt là nhìn còn nhớ được cái hình ảnh đó, mở mắt nhìn thấy nhớ được hình ảnh đó, liên tục như vậy là quý tử phải có năm chi thiền này ở trong một giai đoạn chuẩn bị tứ. Chứ đừng có nói rằng ở giai đoạn này chỉ có tầm và tứ, rồi giai đoạn kia hỷ là lạc, giai đoạn chót là định nhất thông, không phải. Từng mỗi giai đoạn chuẩn bị tứ, cản hành tứ và tới nó nhập định, thì tôi phải đi liên tục như vậy với năm chi thiền không khờ xa của nó. Đó là kỹ thuật tiên quyết, nhất quyết của tôi phải làm được. Tâm của tôi phải để tâm về đối tượng đó là tâm, rồi quan sát về đối tượng đó là tứ. Không cho phép tôi phóng tâm, hôn trầm hay là hoài nghi, tham sân khởi sanh lên trong đất năm chi cá này nó khởi lên. Lúc của tôi đang chăm chú nhìn đối tượng, nếu quý tử đang chăm chú nhìn đó, không có cho phép quý tử buông ra cái đó, là lúc nào cũng phải gắn cái tâm vô trong cái đối tượng đó. Tôi nghe kẹp à, tôi nghe kẹp à, mình là người yếu mà,
nó nói là người mạnh đâu, người đó phải khăng khít nhìn hoài cho tới mà coi là đối tượng nó như là một của ta thì ta mới là gì xác định với nó được, còn ta chưa nó không được, rồi chưa rồi ha. Tùy theo căn cơ, mình mạnh mình nhanh, người yếu thì chậm. Có người ta ngồi thiền không một tiếng đồng hồ ta được, còn mình ngồi thiền được một ngày cũng được, một tuần cũng được, chứ không có nói thời gian được. Cái việc tu này quý tự phải thưa ngõ mà nắm chắc là không có cạn định về thời gian. Người nào nói được thời gian cái người đó nó không chân thật, người nào nói thời gian là người đó không chân thật. Khéo tu đi chút xíu đậu à, chúng sẽ đắc hết à, cái đó người đó không chân thật. Với quý tự nghe kẹp hả, đúng không? Không nói thời gian được, mà mình phải nhúc lòng mình coi mình có thật sự mình muốn đắc hay không đắc, đó cái thời gian đó mình quyết định được. Cái tôi nghe kẹp không? Kẹp chưa? Đứng trên lớp học của một vị thầy giáo viên học high school tới trường đại học cũng vậy thôi. Anh cứ lo học đi, còn anh ra trường là chuyện văn, còn cái chuyện tôi dạy thôi. Hay không? Có nhiều người ta học 12 lớp mà ở lại 16 năm. Người ta học 4 năm ở trong đại học, mình ở lại 6 năm. Ai nói được, tôi tự nghe kêu không? Do đó mình phải quyết định. Và quyết định đó là do nơi ý chí và nghị lực của mình lập ra. Được chưa? Rồi, không nói thời gian. Rồi chưa? Vì quý tự sư nói chậm nữa. Khi quý tự chuẩn bị tứ, là quý tự phải làm đủ tâm chi. Tầm tứ hỷ là cái thống, tầm tứ thì là cái thống. Là quý tự dứt thống với chuẩn bị tướng rồi đó. Dứt thống với chuẩn bị tướng thôi đó. Còn tới cái giai đoạn mà cản hành tướng là chỉ còn có ý thôi chứ không có ngủ nữa. Không còn nhãn môn nhìn thấy cảnh sắc nữa đó. Là ý thôi đó, lúc là vô tới cản hành rồi đó. Cái đề mục đó nó khánh khích cho tâm tức của ta đó. Thì lúc đó cũng tầm tứ thì là cái thống, tầm tứ thì là cái thống. Với cản hành tướng. Tôi nghe kẹp à. Và một phút giây của nhất sống của cản hành tướng đó. Nó làm cho quý tử đắc định của cái định mà quý tử sẽ đạt được. Tại nơi đó. Tôi nghe kẹp không? Tôi nghe kẹp không? Thấy chưa? Ha ha. Quý tử nhớ ha. Rồi ha. Như vậy thì khi mà quý tử đi về mặt kỹ thuật là quý tử phải đi bài bản, kiên cố, kỹ thuật, chuẩn xác và chẳng thằng cẩn thận từng bước một, không bỏ sót được cái nào. Quý tôi không thể nào nhảy từ trăm tầm, quý tôi không thể nào từ tầm của tôi thấy lên tôi lạc liền không đâu, không có. Quý tôi phải đi tầm, phải có tứ, từ tứ phải có hỷ, hỷ rồi mới có lạc, còn lạc rồi mới tới nhất thống. Từng bước chúng ta trồ đem tâm với tánh thấy vui rồi đó, cái đó nhảy, quý tôi nhảy không có. Là lúc đó, đối tượng đó là mình, không ai là của nó. Tôi nghe kẹp ha, tầm của tứ thái tử, tầm của phải tứ, đó là đối tượng là của nó. Và ta cũng đang theo dõi nó. Còn hỷ là của nó, ta cũng nhận biết được nó. Lạc của nó đang cho ta thấy được đó, là lạc là của nó. Còn cái tưởng mà tầm của tứ nhảy tới lạc rồi đó, là đối tượng đó của mình. Cái tu của mình đó là gì? Là chủ quan. Hãy đi như vậy hả? Tôi nghe kẹp ha. Hãy thận trọng. Hãy làm đúng từng bước. Làm chậm. Chính xác. Và không kinh suất. Lượm từng bước. Một chút một nó sẽ đạt được kết quả. Tôi nghe kẹp ha. Được chưa? Hả? Rồi, tầm khi của tôi nhìn ngọn lửa. Tầm là khi nào người ta có của tôi có tầm. Là tâm của tôi không bao giờ rời khỏi cái vị trí con lửa. Là của tôi có tầm. Thí dụ như nghe con chó nó sủa, con chim nó hót, hay là tiếng động ở đằng sau cửa, tôi không có để tâm để đó. Nhìn lửa là tầm. Tôi nghe kẹp không? Nhìn lửa thôi, không có để cái chuyện gì khác hơn cái tâm mình để cái ngọn lửa là tầm. Còn tứ là gì? Ngọn lửa trao qua, đảo lại, thụt lên, thả xuống, ngã tước,
ngã sao mà u dài ngắn, ngọn lửa đó là của tứ đăng tứ, tứ đăng theo dõi đó là tứ, tứ nghe kẹp ha, thấy chưa? Còn của tử thấy cái việc làm của tử đó thật là vui, là hỷ, vui trong trạng thái quan sát nó là hỷ, còn mình thấy yên lòng là mình đi được là lạc, yên lòng lên là mình đi được là lạc. Yên tâm khắc khích rồi nhất định là con đường mình đi tới được đó, là nhất thống trong chuẩn bị tư. Rồi chưa? Chứ chưa đắc định đâu, mới là chuẩn bị tư thôi. Rồi chưa? Rồi yên tâm rồi, không có lo nữa rồi đó. Cái đầu đó là gì? Bớ con mắt mày lại, là nhãn môn hép lại. Qua cái là ý, ý mồm. Lúc nào tự cũng mở mắt là thấy, nhắm mắt cũng thấy, là cạn hành tướng đến của tự rồi đó. Là cái đề mục nó không còn xa, đề mục nó không còn xa, luôn luôn nó gắn khích chúng ta, gọi là cạn hành. Tôi tự nghe kẹp ha, tôi tự nghe kẹp ha, luôn luôn gắn khích ta, gọi là cạn hành. Dẫn tới ta mà không rời xa ta, là luôn luôn tâm ta nghĩ tới là có liền đó, gọi là cạn hành. Nhưng cũng phải đem tâm nghĩ tới nó, dòm ngó cái tâm của ta còn thấy nó là tứ, vui thích cho nó còn ở trong ta là hỷ, và yên tâm về việc làm này là lạc, và khấn khích tới nó không rời xa nó là tập nhất thông của căn hành tứ. Thấy chưa? Rồi ngô nó rồi. Rồi chưa? Rồi phút giây đó nó sẽ chuyển qua từ rất là nhanh đến đắc định, được chưa? Rồi khi mà đến cái giai đoạn mà chuyển rất là nhanh đến qua từ đắc định là quý tử sẽ đi tới ba cái giai đoạn. Thứ nhất chuẩn bị tướng, giai đoạn đó ta gọi là thô tướng, cận hành tướng, giai đoạn đó gọi là gì? Quang tướng hay là cận tướng? Nhắc đến là quang tướng. Nên đi tính ba cái giai đoạn. Cái giai đoạn mà còn là chuẩn bị tướng là giai đoạn đó hiện bày một cách thô thiển. Tôi nghe thấy. Và tới khi mà cận hành tướng, giai đoạn nó đi tới trạng thái vi tế, nó không còn thấy như thế nào. Quý tử trên trạng thái thô tướng đó, là quý tử thấy nó còn nhấp qua nhấp lại, lên xuống gà vô mà cao thấp dài ngắn, vậy đó quý tử thấy là thô tướng. Tới cận tướng đó, lúc đó quý tử không thấy những hiện tượng đó, mà quý tử thấy một ánh sáng mà thôi, ánh sáng thôi. Nhưng ánh sáng nó không có hực hào quang, nó chỉ ánh sáng của ngọn đèn cầy mà thôi. Quý tử không thấy những cái trạng thái của nó, mà chỉ thấy ánh sáng của nó đây thôi. Nhìn vô thấy ánh sáng, nhìn vô thấy ánh sáng liền, đó là ánh sáng của ngọn đèn lửa, của đèn cầy. Nhưng mà tới quang tướng đó, ánh sáng nó tỏa khắp cùng hết mọi nơi, vì mình với nó là một. Chúng ta đắc định về ngọn lửa, ta chọn đó là đèn mục của ta đã hướng tới. Cái tên nghe kèm ha, đó là thiền chỉ, đó là thiền chỉ. Tôi nắm được chưa? Rồi chưa? Rồi ở trong bốn, trong cái giai đoạn mà đi tới này, bốn cái tay chi thiền tầm tứ hy lạc hết sức là quan trọng. Cái tự làm một cái nền tảng đó mà kiên cố, tầm tứ hy lạc mà hết sức gặp vững chắc và bền vững đó, thì tự mới có nhập định được, mới có nhất thống. Cái tự không thể nào có thường tầm tứ hy lạc được mà mất quý tự có được nhất thống. Tầm tứ hỷ lạc hết sức là kiên cố bền vững chặt chất chặt chẽ, rồi đó quý tử mới có nhất thống lên với tâm cái đề mục đó mới được. Tự nghe kịp à? Vậy chưa? Nắm được chưa? Rồi ha, nắm được ha. Đó gọi là kỹ thuật tu tập về thiền chỉ. Sẽ chưa có đó qua cái thiền quán, sẽ chưa có qua thiền quán. Tôi nghe kịp ha. Rồi trong giai đoạn mà cái tự tu tập về thiền chỉ như vậy đó, từng bước tâm của tự
tâm của tự lắng, lắng xuống để tới là gì? Tĩnh, tĩnh lặng, yên tĩnh của nó. Tâm của tự bắt đầu lắng xuống. Những cái chiền cái, những cái pháp nghịch này bắt đầu nó bị diệt tắt, diệt tắt, diệt tắt, diệt tắt. Hết tham, hết sân, hết trào hối, không trầm thì miên. Nhà hoài nghi bắt đầu nó diệt tắt, xuống hết. Lúc đó tâm yên lặng, một đề một. Và đề một đó với tâm là một. Lúc đó chỉ biết có, không biết gì cả. Tâm bắt đầu lắng xuống, không còn tham, không còn sân, không còn là trạo hối, không còn hung thùy, không còn hoài nghi. Chỉ có một, đề một, đề một, đề một, đề một. Tôi nghe kẹp ha. Kẹp chưa? Giống như con cóc á, nó muốn ra muốn vô mãi, mà chúng ta cứ giữ nó vào hoài, và không cho nó đi đâu. Từng bước, con cóc nó bắt đầu nằm yên, yên, và nó lặng yên, nó nằm yên cả đó, nó không đi nữa. Tôi nghe kẹp ha, và nó nằm yên cả đó. Nó là nhất thống, định tại đó. Kẹp chưa? Rồi, khi mà định tại nơi đó, tịnh tại nơi đó, hành giả là một vị tu tập về thiền trí, còn biết được tâm và đối tượng, nhưng ngay tại đó chỉ thấy là một, chỉ thấy là một. Như ta nghe kịp ha, đối tượng như mình là một, không có hai. Còn khi nào có tự thấy nó còn là hai. Thí dụ, chưa tự thấy ánh sáng, mà quý tự còn thấy ánh sáng, còn bên ngoài ta, xung quanh ta, cái đó chỉ là cặn tướng, chứ chưa là quan tướng. Đến chúng ta một cách một, như mình với nó một. Chúng ta nghe kẹp ha? Kể chưa? Giống như quý Phật tử có thử nghiệm và ảnh cái bóng của mình. Khi mà một buổi sáng, mặt trời nó lên, cái tự ra đứng ngoài giữa sân thì cái bóng mình nó đổ bao nhiêu là cái tự nói lúc đó ta với bóng nó còn có khoảng cách. Nhưng mà tới khi mà mặt trời đứng ngay giữa trên đầu của ta và lúc bây giờ ta với nó là một, cái tự không thấy bóng. Bóng là người ta, thì ta ở trong bóng đó, trong cái hàng. Cái tự nghe kịp không? Và khi mà cái bóng nó đi, mặt trời nó đi qua một chút nữa thì bắt đầu bóng nó đổ dài ra lại, là chúng ta ra khỏi sự nhất thống một mình ta với nó, không còn trở lại hai. Chúng ta nghe kẹp ha. Mặt trời đứng bóng, lúc đó không có bóng, người với một bóng là một. Thế gọi là mặt trời đứng bóng, phải không ạ? Mà quý tử mà còn có thấy bóng là người quý tử với bóng là hai chứ không phải là một. Chúng ta nghe kịp ha, được chưa? Nắm được chưa? Rồi, trên con đường của tu tập quý tử đó, quý tử đang đi là một công tác tâm đại thiện, tới mức cuối cùng là chỉ có bốn tâm tương trí. Và con đường bốn tâm tương trí đó chỉ có chuẩn bị căn hành thủ tùng và chuyển tập đắc định. Ngay giai đoạn này, quý tử mới chuyển tập là bỏ dục giới thành người sắc giới, ta gọi là chuyển tập. Bỏ người dục giới thành người sắc giới, được chưa? Như vậy khi mà quý tử đắc được thiền, tâm quý tử không bao giờ có thấy lục dục của cõi dục giới nữa, mà tâm quý tử chỉ thấy đề mục sắc giới của các cõi trời sắc giới mà thôi, chứ không có sắc thinh khí gì xuất pháp của dục giới. Nếu mà tâm quý tử còn có sắc thinh khí gì pháp ngay cái đó, đó là quý tử không đắc thiền. Nghe chưa? Tâm thiện sơ thiền sắc giới là lúc đó là nó qua cái giai đoạn chuyển tập, nó cắt đi những cái gì của dục giới và nó chỉ thấy được cảnh ở cõi trời sắc giới, chỉ do nó có chứ không có ở dục giới nữa. Ở tại nơi đó có tâm thiện sơ thiện sắc giới, không có sắc mà quý tử thấy cái sắc đèn cày này
là sắc thì dục giới. Sắc của thiền, sơ thiền sắc giới mà chúng ta đắc chứng được thiền đó, là sắc đó là của sao của quan tướng mà người ta chứng đắc trong nhập định như không, chứ không phải là sắc của đèn cày của dục giới chúng ta đang có. Cái tự ngang kìa ha. Do đó cái tự trở thành là người của sắc giới, cái tự trở thành là người cội trời sắc giới, và cái tự không còn ở tâm thức của người dục giới, không có. Cái tự ngang kìa ha. Và sắc mà của cội trời sắc giới hết sức là vi tế hù thắng, và không có một cái sắc pháp nào ở cõi dục giới so sánh được cái sắc của sắc giới mà chúng ta đang có. Không có. Quý tử không thể nói là sắc nó sáng cỡ nào, sáng vi tế như thế nào, sáng nó trong suốt sáng nhằn như thế nào, không nói được. Cái đó mà tôi còn đang nói chứ cõi dục giới tôi đang nghĩ tưởng mà có, tôi nói ra thôi. Đại vì quý tử không có cái cảnh đó nên tôi không nói được. Mà biết là có cái đó, của nó là của nó, chứ không phải của mình. Xóa rồi, là người ta xóa. Tôi nghe cái này xóa rồi, chứ không phải đây còn được của nó nữa. Điều đó tôi chỉ có thấy mắc tiền này. Lỡ chết mà lưu là liền. Tôi nghe kẹp không? Tôi nghe kẹp à, là của nó chứ không phải của mình. Thì của tôi mới có là sắc của sắc giới, sắc của sắc giới, chứ không phải là sắc của dục giới thì tôi đã có. Sư thư như vậy là sư nói cái sắc thân này. Không, cái sắc pháp mà sắc pháp thấy đó. Dạ, dạ, đúng rồi. Còn đang nói sắc thân này nữa. Tại vì cái đó là cái dạ thưa sư, tại vì sư nói đang nói là sắc này là đối tượng của mình đâu mà nó nói tới nó. Tại vì đúng rồi sư, tại cái tâm đó là tâm có sắc giới rồi, thì cái tâm vậy thì nó sẽ đổi cái sắc luôn. Tâm sinh ra sắc, con mới nghĩ tới cái sắc. Vậy có đổi chứ mắt con mà thấy rồi đó. Lúc đó là cái sắc chỉ cần thấy cảnh đối tượng nó một rồi dạ nghe kẹo không được chưa, hiểu hả? Hiểu không? Sắc mà vô tự chứng đắc từng thiền sơ thiền sắc giới, sắc đó không phải là sắc mà vô tự biết ở trong cõi dục giới này, được sự so sánh được và nói được, và quý tự biết được sắc đó được hả? Chúng ta nghe kẹo ha, tự nghe kẹo không? Nó mới học xong thiền, thiền trợ thiền cho sắc thiếu ký. Thì từ mà chuẩn bị cho tới tận hành thì tất cả con giống ý hoạt đó không phải đi liên tục với nhau. Thật sự kiện. Nhưng mà từ cái tận cái thì sao là cái nhập định nó có cái tâm nó sẽ đổi cái sắc của mình. Có chứ. Đó là đang định sự đó. Đó cái đó là nó đang định sắc khác đó. Nó đang đi tới trạng thái. Chứ tôi đang đi từ cảm hành tướng là ý. Mà tới nhập định của ý. Cái cảm hành tướng này không phải là của nó. Mà cái nhập định này không phải là của cái căn hành tướng. Căn hành tướng này quý tử vẫn còn thấy sắc của dục giới. Và quan tướng mà nhập định này á là quý tử sẽ thấy sắc của sắc giới. Sắc nghiệp của mình. Được chưa? Tại vì con muốn hỏi cái kỹ thuật mà đi đi nó đi bốn cái kỹ thuật đó mà đi nó đi làm sao mà qua cái nhập định được? Con kẹt ở chỗ đó rồi sao? Muốn mở cái kia ra mà nói là vậy thôi chứ còn nó kẹt gì hết á. Muốn tìm mở cái kia chỗ đó mà nó là kẹt á. Con alo này. Xin nghe lại đại chúng sinh. Thưa sư, nếu một người mà con hay là lấy xin trả lời. Được trả lời, được với cái micro. Dạ, nghe. Dạ, thưa sư, nếu một người mà chứng sơ thiền thì họ nên sơ thắt giới đâu còn trở lại chút người nữa. No, cái tâm. Cái tâm thôi, vâng, chứ là khi bỏ cái thân này đó. Không, khi mà cái tâm thiền, thiện sơ thiền này đó mà họ chứng đắc, mà cho tới ngày cận tử lâm chung của sắc người này đó mà họ không bị quại thiền thì họ được sanh về cõi trời sắc giới của từng sơ thiền họ chúng ta. Vậy là không còn, họ không cần được tu tập nữa. Đúng tu tập chứ, họ về đó họ tu á. Sư thiền tức là họ vẫn thật sắc giới. Đó là tham thiền sắc giới, tham thiền sắc giới. Tham thiền sắc giới, tham thiền gì sắc giới, tham thiền sơ thiền sắc giới. Thưa sư thiền theo như là nếu một mình là vô được quán tịnh thiên vương thì mới tu tập, còn quán tịnh cơ thiên là khác nữa. Vâng. Còn nếu mà nên đó thì đúng, nếu mà nên sắc giới không thì làm sao tu tập được ạ? Có tu tập chứ. Tu tập là tự nhiên.
là quý tử nó cái đó là cái tuần tới sư mới nói đó, là cái bố năm tâm thiện quả thiện sắc giới này nè, người ta lúc có sự nói tới đó rồi chưa. Rồi bây giờ muốn nói tới thì sư nói khi mà quý tử chứng đắc này thành những tầng giới, nhưng tâm đã biết cõi trời sắc giới với từng gì mà chúng ta đã từng sơ thiện thứ nhất chúng ta có, rồi chưa. Rồi lúc đó tâm của ta không còn nghĩ tới những cõi dục giới này, là ta vẫn kiên cố gìn giữ cái sơ thiện mà chúng ta có đó, thì chúng ta đi mà cho tới ngày lâm chung, thì lúc đó cái tâm quả sơ thiện sắc giới nó sinh lên. Tâm quả sơ thiện sắc giới nó làm ba chức năng, là ba chức năng. Còn tam đại quả dục giới nó làm bốn chức năng, trong trước ta có học qua. Tâm đại quả là bốn chức năng: tử, tái tục, hữu phần và na cảnh. Là tâm đó là tâm đại quả là bốn chức năng. Tuy nhiên tâm quả sơ thiền sắc giới dành cho người hành giả đắc chứng tình thiền thứ nhất ở sắc giới mà khi mạng chung mà không chết, không quại thiền, chết mà không quại thiền đó, thì họ được sanh về tái tục, hữu phần và tử, sanh về cõi trời sắc giới đó. Họ được ba cái tâm quả này sanh ra vì tái tục về cõi trời sắc giới, ở tại đó họ xài tâm hữu phần, và họ chết tại nơi đó họ đi tục sinh nữa đó, với tâm tử của sơ thiền họ chứng đắc, phải chưa. Rồi khi mà họ về tới nơi đó tái tục đó, thì cái chuyện đang là quá sanh, họ sinh ra là quá sanh, không người mẹ người cha sinh họ ra, gọi là quá sanh. Rồi tại nơi đó họ tiến tu tiếp tục nữa ở cõi trời sắc giới này, tử vô lượng tâm, tử vô lượng tâm từ bi thị xã, là cái căn bản một nghiệp hạnh thiên nào về cũng phải có, và tiếp tục đó là sơ thiền họ chứng đắc tại nơi đó, tâm họ trở lại cái tâm sơ thiền họ ngồi hưu tại đó, chứ không có món ăn nào khác, và họ không có cảnh đối tượng nào khác, trở về đâu cũng tiếp tục họ sơ thiền nữa nữa. Ngoài ra tứ vô lượng tâm của họ đang có, họ gặp hạnh thiên này với hạnh thiên kia là tứ vô lượng tâm, họ trở về cái thiên cung của họ đang ngồi là sơ thiền họ chứng đắc, họ ngồi thiền tại đó họ tu nữa, không có thì giờ bỏ chốc, họ tu còn nhiều hơn là chư thiên dục giới nữa. Do đó họ được mệnh danh là phạm thiên, là một chữ thiên có đời sống phạm hạnh, còn chư thiên dục giới còn họ hưởng được dục, họ còn vui chơi trong các cõi dục của họ, cõi trời họ đã có. Do đó cái mức độ tu của họ cao hơn mức độ của chư thiên dục giới nữa, phạm thiên sắc giới công đức tu tập cao hơn mà. Nên nghe kịp không? Ở cái đó đó, họ trở về đó đó. Không, nếu mà muốn đi, còn không họ giữ hoài cái sơ thiền này với cái tuổi thọ đó hết rồi thôi, họ đi xuống như tử, đi qua cái cõi khác họ đi tiếp. Còn nếu họ muốn lên thì ở đây sơ thiền mà họ đắc ở tại đây nhị thiền, thì bỏ cái cõi trời phạm thiên họ đang có, họ lên tầng thiền phạm thiên chơi nhị thiền. Họ tu đâu chứ mấy cái chuyện coi trời sắc giới sinh chết tu dễ lắm, họ đâu có bận rộn như chư thiên lục dục đâu. Chư thiên lục dục mới là khó tu, chư thiên phạm thiên á, phạm thiên sắc giới là người dễ tu lắm, dễ tu hơn ta nữa. Họ đâu có đâu ăn uống gì đâu, họ đâu có bà đờn ca xứng hát như chư thiên lục giới thì có gạnh tách ba càng tách ba đờn ca xứng hát cho cái chư thiên nghe đâu. Họ cho nó là họ tu không mà, cái đó họ tu đạo cũng được mà họ tu định cũng được, tu đạo quả cũng được họ tu định cũng được. Cái đó là một cái cơ hội có thể cho họ đi được rất là dễ dàng hơn ta nữa đó. Họ không bị bận rộn, không có chi phối, họ không có chồng vợ con gì trong đó. Còn chư thiên dục giới họ còn có chồng vợ con của chư thiên dục giới nữa. Một vị tứ thiên vương, 1000 đứa con trai. Thì dưới đó đâu có con mà tú hưởng được dục không mấy. Còn bị trời sắc cá, như trời đã thích, bốn vị ở dưới đem lên đều thường không có mắt người nào hết, mắt một bà còn đi xuống lụm lên đây này nữa. Mà thứ tư là con cò đó cũng xuống lụm về nữa mà. Tôi thấy không? Nó cũng có mắt. Còn các gì này không có. Đi tu họ tu không mà. Họ dễ tu lắm, họ là phạm thiên. Họ sống họ là phạm hạnh.
phải chưa? Giờ đó biết. Giờ còn đang đi tìm cái gì? Giờ đó biết. Trời là đất. Phải chưa? Đất định biết. Tôi nghe kẹt ha. Rồi, trở lại cái kỹ thuật. Cho cái tâm đó. Mà khi quý tử đi từ cận tứ, mà quý tử đi qua quan tứ, lúc bây giờ quý tử chỉ có hai cái mà quý tử phải đối diện. Quý tử có hai cái mà tự đối diện thôi. Thứ nhất là ngay tại nơi đây mà quý tử đã qua được cảnh tướng mà kiên cố, lộ ý quý tử bền vững và không còn ở vị trí thô tướng của chuẩn bị tướng mà chúng ta còn phải ngủ dậy. Đây tôi sẽ nói đây giai đoạn quý tử đang có. Mà quý tử muốn đi qua cái giai đoạn này quý tử có hai cái đó thôi. Thứ nhất là không còn pháp nghịch. Thứ hai là không còn nghiệp quả, nghiệp hoặc nghiệp người báo. Lúc bấy giờ quý tử mới đi được. Hãy thanh lọc hai cái đó, tuyệt đối. Cái đó nó cản rồi. Không có bất nghịch và không còn nghiệp báo. Quý tử mới đi tiếp được. Có những người họ đi tới cảnh tướng, nghiệp báo có chỗ sanh ra, đất liền. Kinh khiếp như vậy đó. Còn Đề Bà Đạt Na đắp được ngũ thiền rồi đó, hiện bài thần thông cảm quá, chinh phục được Đức Vua A Xà Thế rồi đó, nhưng mà nghiệp báo và pháp nghịch chỗ sanh lên đánh gớt mất thiền, mất luôn thần thông luôn. Đề Bà Đạt Na hai cái đó kinh khiếp lắm. Nên cái khi nào cũng vậy, kỹ thuật nào cũng vậy và phương pháp tu nào cũng vậy, quý tử phải tới lúc đó quý tử không có pháp nghịch và quý tử không còn nghiệp báo. Những cái nghiệp báo đó quý tử phải đè xuống hết, lấy đá đè bỏ, chứ không phải là quý tử diệt hết nghiệp từ cái đất đại quả là hán rồi, phải không nào? Nhưng mà cái thiền đó lúc đó nghiệp nào lên quý tử phải đè xuống. Chẳng hạn quý tử ngồi thiền mà nghe con khóc phải dứt khoát đè xuống để mà sao an trú trong cái địa ngục của mình. Không phải gì con khóc mình xả thiền ra là coi nghiệp, nghiệp báo nó làm quý tử không ngồi thiền. Tôi nghe kịp không? Tôi đang ngồi thiền, như xưa đang ngồi thiền, chắc si nó đòi ăn, mình thả thiền cho si ra. Người ta nghĩ ra lao 10 phút cho cái này. Xa, xa. Si nhớ tới giác si rồi đó. Nam viết cái bộ này và dịch cái bộ này. Và người thứ hai ở bên Miến Điện, Ngài Dê Sắc Vô, tức là Tâm Tạng thứ 6, thì từ Gò Sư Qua đó, thì Ngài nói Ngài viết chưa xong. Mà Ngài viết được có 2.000 trang rồi. Mà số trang của sư viết ra được là hơn 10.000 trang. Số trang sư dịch ra đó là hơn 10.000 trang. Thì ra tất cả là 8 tập. Nên Ngài nói là Ngài chậm hơn sư, Ngài thua. Nhưng mà Ngài nói là không có. Mà Ngài Yusilanda một đời của Ngài là bác học. Lúc mà cái tập Tâm Tạng là thứ 6. Tại nơi Ngài Quân Miến Điện năm 1954. Ngài Yusilanda lúc đó mới 29 tuổi là tổng thư ký, điều hành hết tất cả cái cuộc cái tập Tâm Tạng kéo dài 2 năm. Ngài Yusilanda là tổng thư ký. Mà sư về ở với Ngài ở cái thiền viện Thăm Bánh Anh Đá ở Harpoon Bay đó, ở San Francisco đó, thì Ngài nói một đời của Ngài, Ngài chưa có giảng được Pathana. Sư được giảng Pathana gần 2 năm nay. Hôm đó ở tại Chùa Kỳ Viên, sau này cái lớp học đó vẫn còn duy trì ở tại lớp của nhà cô Thảo chú Đức á, và sư vẫn tiếp tục giảng đó, thì quý tử sẽ thấy vô liền. Nên bây giờ đó thì để gieo duyên với tử đó, quý tử đọc mấy cái này đó, thì cũng quan hỷ. Nhưng mà quý tử muốn thích đọc thì sư cũng quan hỷ để cho, tại vì sư sẽ mang cái bộ này qua trên trường Đại học Phật Giáo Miến Điện cho cô Hiếu đó. Cô order sư đó là 60 cuốn, mà số lượng in này đó thì được 1.000 cuốn. Thì ra đó đó thì quý tử sẽ thấy đó. Dạ. Dạ, sẽ có phải học. Nên nó thành ra quý tử, nếu quý tử ở đây nếu được đó, thì chút nữa nó sẽ hoàn thủy. Nó cô tình an nó phát cho mỗi người nửa cuốn. Rồi xong xuôi nó mới dẹp coi, phát cho coi lại đủ hả? Nghe chưa, nãy ta học. Mới tập một ngày xưa là sẽ một ba tập sẽ làm ba hạng á, hạng sẽ làm ba lấy dao cắt chút mắt sư.
Nghe tin sự lý giao không? Xế làm ba. Có chứ. Có chứ. Sẽ làm một cuốn còn thêm một cuốn. Sẽ làm cả hết rồi. Sẽ làm cả một cuốn. Không, nhưng mà cái này mới có ba viên à. Mới ba viên à. Còn cuốn viên thì mới làm ba viên. Cuốn ba viên. Có cái đệ sư trên ghế dạ, không xin lỗi beo quá, xin lỗi beo ra là mấy cô có bự duyên rồi, đã beo ra mấy cô có bự duyên rồi. Còn in á thì hiện tại mới có ba duyên thôi. Rồi cái gì cô tâm nhiệm mình cũng mạnh quá đó thì cô chưa làm tiếp đó, này bây giờ chỉ có cái cuốn này xin gọi vào tháng duyên đó, bữa nay tháng 11 mới ra đó, thấy thương không? Xưa in như thế là bao nhiêu một hả, mấy duyên hay mấy duyên 24 duyên hết rồi. Là quý Phật tử sẽ có một cuốn sách đó là 8 tập. 8 tập này nè. Để lên là 8 tập đạt thú. Tại vì có học đâu hỏi. Tại vì không trả lời không được. Cha sẽ bảo rồi. Chứ bảo. Sư bán cần dạ dạ cần bây giờ thì ở nhà của cô Thảo là tôi đi vô từng câu lọc á, mỗi ngày á, thứ tư đó là vô từng câu tôi phân tích ra thiện làm gì cho thiện làm gì cho vô ký, thiện làm gì cho thiện cho vô ký, sẽ ra từng câu tôi cắt nghĩa. Một ngày đó thì sáng đến chiều nó mới được câu cô ra. Tại vì sư giảng theo kiểu học và hành, tức là học buổi sáng rồi chiều sư bắt đầu sư xoay qua pháp hành để mà ứng dụng trong các pháp đó, thành ra đó mấy cô cũng sẽ học cái đó. Thì cái này đó là cái bộ pháp cuốn này đó, nếu mà quý tư học mà đúng đó, khoảng chừng 6,000 năm là xong hết rồi, 8 tập không có nhiều đâu. Quý tư học chỉ trong nó khoảng là 6,000 năm à. Điều là áp dụng hành đó mà. Thấy chưa? Rồi, chúng ta quý tử nghe kịp ha. Hồi nãy là quý tử sẽ thấy cái chỗ mà cái kỹ thuật mà nó quyết liệt cho các hành giả gặp rất nhiều trăn trở trong lúc mà tu tập đó là pháp nghịch và nghiệp quả. Quý tử sẽ không qua được pháp nghịch, quý tử không đạt được kết quả. Quý tử không vượt qua được nghiệp báo, quý tử không đạt được kết quả. Hai cái đó là cái trăn trở tối thượng thiết yếu cái hành giả phải đối diện, và lúc đó mình thấy mình có phước hay không phước. Quý tử nghe kẹp không? Bữa nay là đúng là sư chỉ dẫn cho một số quý tử được nguyện thọ bắt ba la mật, nhưng mà tại bất hợp đó thì mình dời thì sao. Quý tử nghe kẹp không? Cái đó là cái gì phước của Phật tử thôi chứ không phải là sư. Cái nãy giờ sư ngồi đây mà cuối cùng cũng phải đi họp rồi thôi thì chịu đó. Là nhân nguyện như thử thiền lý dĩ nhiên lòng ta nghĩ như vậy mà để trời như thế đó là. Nhưng mà sư nói gì về nghiệp cái đó là phải vượt qua rồi sao sư nói vượt qua à? Vượt qua qua không được thì làm sao? Bị nghiệp báo rồi. Bị nghiệp báo. Bây giờ nói thừa sư nữa làm sao vậy? Phải không? Đang vượt qua quý tư nghe kịp không? Như đó, ở đây con đường tu tập của ta, quý tư phải thấy chúng ta có hai cái đối tượng, hai cái mà chúng ta phải thấy. Có khi là đối tượng là đề mục chúng ta đang chọn, chẳng hạn như cái ngọn lửa này ta là đối tượng ta chọn, nhưng mà đối tượng có khi đó là pháp nghịch, là đối tượng chúng ta phải diệt. Quý tử phải nhớ cái đó, quý tử nghe kịp ha. Một là đối tượng chúng ta phải chọn, chúng ta phải nhắm tới đạt được. Hai là đối tượng là pháp nghịch, chúng ta phải diệt. Diệt được pháp nghịch chúng ta đạt được đối tượng, đạt được định. Quý tử nghe kịp ha. Tôi không qua được hai cái giai đoạn đó, tôi không tới được. Thứ nhất, cái thứ hai nữa, khi ta ngồi tu, mà ta ngồi tu thiền, cái nghiệp thẳng, nó vượt lên, nó quá nhanh, thì dắt ngã một cái, chặt cái bước chân nó, nó teo từ xuống đất, tôi không đạt được mục đích được. Do cái tự không kiểm thúc, điều ngữ các pháp một cách khôn khéo, cái tự phải nhớ như vậy đó, tham sinh lên dễ dàng.
tham sanh lên dễ dàng, trảo hối sanh lên dễ dàng. Cứ tự chỉ lơ đảnh một chút, phóng dật một chút, chủ quan một chút, gớt liền ngay tại đó. Đó, đó gọi là nghiệp không? Không nói là nghiệp. Cái tôi không nói đó là nghiệp được. Nói chứ, đường tu tôi dũng về, tôi bị nghiệp nên cản, không có. Chỉ là một pháp nghịch thôi. Nhưng mà pháp nghịch đó không phải là cái lớn, đã gọi là pháp nghịch đó không là lớn. Mà quý tử phải dùng cái tâm để quý tử thấy được cái tâm mình qua được pháp nghịch hay không. Đó là cái điều đó mình nói tới. Quý tử nghe kẹp ha. Đường đi nó không khó, mà khó gì lòng người, chứ không phải là con đường đi khó. Thì pháp nghịch nó không lớn. Sư muốn nói cái sợ là nghiệp báo. Cái nghiệp báo á, không ai giải đáp được. Quý tử có gặp bao nhiêu pháp nghịch, tới sư ngồi xuống giải đáp quý tử được. Nhưng mà nghiệp nó đến quý tử rồi, là sư không giải đáp được. Sư chỉ gia cố, gia lực. Nhưng quý tử nhớ những cái gì mà ba la mật của sư đang có, giúp quý tử thôi, cho sư không giải đáp nghiệp quý tử được. Quý tử nghe kịp không? Nói tới nghiệp. Quý tử nói tới nghiệp đó, quý tử không thể nào cắt đứt cái nghiệp, mà quý tử phải chạy ra khỏi nghiệp, chứ không cắt đứt nghiệp. Quý tử phải nhớ, khi mà quý tử gieo trồng cái nghiệp đó, từ lúc nào không biết, hôm nay nghiệp nó chỗ, góc nào quý tử tìm để mà cắt ra. Quý tử nghe kịp không? Quý tử gieo cái cây đó, mà ở góc độ nào, thời điểm nào, mà bây giờ cây nó đang góp trái xuống đó, mà quý tử tìm được cái góc đó, quý tử cắt được. Mà quý tử không tìm được cái góc đó, mà trái nó góp xuống, quý tử đang đón nhận đó. Quý tử nói cái đó, quý tử nhận hay không nhận, quý tử bỏ chạy thôi, chứ không thể nào quý tìm được cái góc quý cắt được nữa. Ta chạy thoát nghiệp, chứ ta không cắt đứt được nghiệp. Quý tử nghe sư nói không? Quý tử phải nhớ cái đó. Với cái người tu mà có trí, là chạy vượt thoát khỏi nghiệp, được đuổi theo nó bắt mình. Chứ không thể quý tử ngồi cũng cắt đứt được gốc rễ của nghiệp báo đang chỗ sanh, quý tử phải đáp trả. Không có. Vô lượng nghiệp quá khứ, vô lượng kiếp quá khứ, tôi đã gieo. Nên nó chỗ ra, ngồi xuống mà chạy. Cho nên ngồi xuống để mà tìm cái gốc đó để cắt. Chỗ nào quý tử tìm ra được. Chỗ điểm nào mà quý tử biết cái chỗ nào là quý tử cắt. Cái đó cưới người mà không hiểu đó, ngồi để mà tìm để cắt được cái rễ của một gốc rễ của nghiệp đó. Cái người đó Đức Phật ra là người thiểu trí. Không có để thời giờ đó mà chúng ta than thở, mà chúng ta than thở về cái nghiệp của mình đã có. Ta cứ tiếp tục là dạ đi. Và khi mình đi như vậy đó, được cái phước nó trong sanh lên, người thiện của tôi đang tạo đó. Phát sanh là như vậy đó, tôi hưởng cùng một lúc chứ tôi đang trả. Thì lúc đó tôi còn đỡ hơn, tôi chỉ ngồi mà than thở, mà nghiệp cái chỗ ra tôi chỉ đánh trả, mà tôi không có cái gì để tôi đỡ, để hưởng đó, tôi khổ mất mắt cả ca. Quý tử nghe kẹp không? Nghe chưa? Nghe chưa? Quý tử nghèo mà quý tử thiếu nợ. Quý tử nghèo mà thiếu nợ, quý tử trả nợ bằng cách nào? Quý tử làm mà quý tử có tiền, mà quý tử thiếu nợ, quý tử mới có để mà trả nợ được. Còn quý tử nghèo mà quý tử thiếu nợ, quý tử ngồi để mà chúng tự than, để mà tự nói được tôi đang thiếu nợ mà không có đi làm, tôi không có cách nào để trả nợ được. Đường tu hành chúng ta không phải vậy. Hôm nay ta nghèo, người ta là người thiếu nợ, mà người ta không chịu ngồi lên mà làm việc thiện nữa, thì chúng ta phải trả nợ, và chúng ta không có vốn để mà ta trả, mà ta không có vốn để ta sống nữa, thì cách nào ta sống được trong đường tu ta được không? Người ta nghe kịp sẽ nói không? Thấy chưa nè? Như đó đó, vì vô minh trong quá khứ ta đã dụng tâm, dụng tu, mà ta hôm nay ta phải có, thì hôm nay ta biết rồi đó, ta phải dung bồi cái tâm ta, dung bồi trong việc thiện ta, hút. Cuộc chạy phải chạy nhanh lên thì tôi mới làm được điều đó. Chứ không thể nào ngồi than thở được. Nghiệp của tôi. Thì tôi nghe kịp à. Do đó đó thì nó là pháp nghịch. Và đó là đối tượng ta đối diện. Nhưng mà giữa cả hai đối tượng và pháp nghịch, và giữa pháp nghịch và nghiệp báo, tất cả đều chung là một cái điểm, là tâm của Phật tử mà thôi. Cái tâm của Phật tử. Quý tử làm được cái tâm. Cái tâm quý tử làm được. Tại cái tâm nó quý tử biết. Còn quý tử không biết đối tượng. Quý tử không biết pháp nghịch. Quý tử không biết pháp nghịch mạnh, nhẹ, nặng, lớn, to, yếu, nhỏ, nhiều. Quý tử biết. Nhân nghiệp quý tử không biết. Quý tử phải làm được cái tâm mình nói thôi. Quý tử nghe kịp à. Kẻ thù nó đến một đứa, quý tử sợ. Kẻ thù nó đến hai đứa, quý tử sợ. Kẻ thù nó đến quý tử 10 đứa, quý tử sợ. Sợ bởi cái gì?
tại tâm của tưởng không dám nói gì với nó, tất cả đều là sợ. Còn cái tưởng thấy có và cái tưởng hiểu được cái tâm mình, một hay mười điều đó trong cái tâm của tưởng quyết định và của tưởng giải quyết được. Cái tưởng nghe kịp ha, cái tưởng nghe kịp ha. Do đó đó, dưới con đường tu của ta cũng vậy thôi. Thô tướng ở đâu có, ta đặt nó. Quý tử phải nhớ khi ta học về siêu lý và Abhidhamma rồi đó, thô tướng, cận tướng, quan tướng đều là chế định cả. Tất cả đều là chế định. Hôm nay ta gọi đây là thô tướng, ngày mơ chúng ta có rồi gọi là cận tướng, bữa kia ta nói là quan tướng, ta đặt ra. Hay là bị thiền sư đặt ra, hay là phương pháp họ đặt ra, giả sử tự thấy đó là có như vậy đó, chúng ta con đang đi tới giai đoạn đó. Nhưng mà không có bằng con đường siêu lý. Mà siêu lý chỉ là gì? Tâm. Quý tử nghe kịp ha. Tâm nhìn thấy được chế định, thì tâm giải quyết được những cái tướng đang đặt tiền tâm. Quý tử nghe kịp ha. Khâu tướng là chỉ là chế định. Cận tướng chỉ là chế định. Giữa con người này với người kia quy ước với nhau để biết được mức độ cao thấp của người đó đang tu, đó là một chế định. Nhưng cái tâm của mình mới là siêu lý. Và cái siêu lý đó không có được gọi là quy ước cho một cái mực thước nào để mà đo được nó. Thì tôi nghe kèm ha, tôi sẽ qua được. Thấy chưa? Trên con đường mà ta tu tập đây không có cái gì mà khó. Trên con đường mà tu tập đây chỉ là một cái sự chế định của nhân gian cho chúng ta có một mức độ ta đang tu. Nhưng quan trọng là cái tự bền chí, bền quân hơn là thắng trận. Cái tự bền quân hơn là thắng trận. Sự miệt mài của tự sẽ thành tựu trong cái sự nhẫn nại của tự sẽ có kết quả của tỉnh cùng ngày nào đó. Chứ không mắc được, chứ sẽ đạt được. Quý tự sẽ tay. Sư nối lên quý tự một cái gương. Cái gương này là chính bản năng sư, không ngừng. Rồi luôn luôn phải ngồi xuống. Quý tử làm việc làm, quý tử phải ngồi xuống. Và ngồi xuống coi cái tâm của mình. Thì mỗi ngày quý tử bỏ ống, bỏ vốn, bỏ đầu tư đó, chắc chắn tư lương đó nó không phụ quý tử được. Còn trong cuộc đời này quý tử không có bỏ một cái vốn trong đó, thì cuộc đời này nó chỉ là quan gia nghiệp báo luân hồi, pháp nghịch đấu tượng, luôn luôn trầm chắc trong chế định, làm cho tâm quý tử mất đi góc độ siêu lý, quý tử không có ánh sáng. Không có ánh sáng. Đó là cái điều mà sư muốn trình bày của quý tử là gì đó. Khi sư về khỏi lớp học, về tới phòng là điều đầu tiên nhất, đảnh lễ Phật, tri ân ngài, ngài có hôm nay để sư có được giáo pháp. Là điều thứ hai, bắt đầu là sư coi bài giở làm việc này. Không khi nào sư bỏ qua. Điều đó là điều mà sư muốn nói với tử. Mà kinh sách không bao giờ đủ với sư, lúc nào sư cũng phải có thêm kinh sách để sư đọc thêm, đọc thêm. Vì vậy đó mà cũng phải ngồi xuống, phải ngồi xuống. Mà quý tử ngồi xuống vậy đó, quý tử mới thấy được những cái kinh nghiệm quý tử có và so sánh giữa cái trước và cái sau đó, quý tử mới có cái hướng đi, quý tử mình mới thấy được đi mình của mình đi được. Quý tử không điều, không bền thì không có cách nào quý tử so sánh để quý tử có cái hướng đi quý tử được một cách bền bỉ, mình có rõ ràng cái hướng đi của mình được. Đó là điều mà sư muốn nói quý tử. Quý tử thấy không khóa tu thiền nào, quý tử ngồi, quý sư ngồi, quý tử ngồi, sư ngồi, sư tới, quý tử sư tới, quý tử. Cái đó là cái thường nhiên, không có gì mới lạ với cuộc sống của quý sư. Cho đó sư đi được, cho đó sư đến quý tử được, và sư theo dõi và sư hiểu được quý tử được. Thì quý tử phải là, cái đó mới là gì đó. Còn chưa, trong khi ta làm, luôn luôn quý tử không được quên bắt tương trí. Phải bắt tương trí. Nhưng mà quý tử mà quý tử mà có cái trạng thái mà thấy được bắt có trạng thái mà bắt tương trí đó là quý tử mất hơn một cơ hội đang ngồi tu thiền. Luôn luôn phải nhớ là bắt tương trí hại ta vô cùng, không có trí tuệ là hại ta vô cùng. Con đường tu tập nào cũng phải có trí hết. Do đó quý tử không được quên cái chữ bắt tương trí. Và bắt tương trí đó là một cái cảnh báo, đó là một cảnh báo nhắc nhở người tu mình phải có trí. Quý tử phải có trí. Và không có trí không có kết quả. Và không kết quả thì không có thành công được. Mình đưa đến người mình đang đi. Do đó sư muốn nhắc vậy. Và quý tử không có phải càng phải nhắc nhở. Hữu dẫn là nhắc nhở, vô dẫn là tự giác. Phải tự giác. Do đó cái sự này nó là điều cần thiết. Khi quý tử ngồi xuống
tôi phải biết được cái điều mà tôi phải làm là vô dẫn, chứ không phải nhắc nhở. Những điều gì chúng ta cần phải làm phải có biết được. Và khi chúng ta chưa có khả năng, ta chưa có khả năng, ta còn yếu, ta còn yếu tâm, quý Phật tử phải làm sao cái đối tượng nó mạnh hơn ta, để tâm ta gắn vào đó, chúng ta có điểm tựa, người ta mới yên ổn được. Khi quý tử đi học tu mà quý tử thấy mình giỏi hơn người ta, quý tử không có điểm tựa nào, tử đây đi đang đi học. Mà khi mà quý tử đi học tu mà tôi thấy mình yếu hơn tất cả mọi người ta, thì tôi có điểm tựa, tôi bám được người ta đi tu học được. Cái đó là quan trọng. Sư học với ngài Tịnh Sử đó, sư kể cho mọi người nghe. Sư đã nuốt gần hết toàn bộ Abhidhamma rồi đó. Mà sư vẫn hỏi bên ngài, con chưa hiểu bên ngài, cái này con thắc mắc bên ngài, con còn chưa hiểu thông chỗ này bên ngài. Và ngài nói cho ông có thấy rồi, ông biết rồi, sao con hỏi. Sư không phải gian dối. Sư vẫn cầu ngài co sư cái kinh nghiệm qua cái kiến thức ngài, cái kiến thức ở trong sách vở sư đã đọc rồi, nhưng cần cầu ngài mà kinh nghiệm. Nếu sư vẫn còn cái đó, sư phải còn yếu tâm, sư còn thấy là yếu tâm. Một cách thứ hai nữa, ngài gục ngã trên cái giường ghế cái phố mà ngài dạy sư xong, ngài gục ngã liền, thì ngài vừa tỉnh lại đó, thấy ngài thở một hơi dài ra, ngài tỉnh lại đó. Bên ngài hồi khi mà ngài gục ngã, ngài có biết cái tâm ngài không? Mình đâu là biết. Lúc đó cái gì ngài chỉ cho con biết cái đó, sư mà học liền cái đó. Cái gì mà ngài biết được cái tâm của ngài lúc đó, ngài chỉ cho con cái đó. Sư không ai học đó. Hả? Cái gì vậy sư? Giờ sư nói luôn đi. Sư bật mí hoài. Nếu mình thấy yếu thì mình phải học. Cái nào mạnh thì mình không cần. Thì vẫn yếu quá. Do đó thì mình sẽ thấy đó. Chứ đâu có phải, ồ ngài xỉu rồi. Tôi biết hết. Lúc đó tôi không có cái cơ hội là nói chuyện. Thì tôi nghe kẹp ha. Giờ đó đó, sư hỏi ngài cái gì cho ngài biết lúc này ngài đang sắp sửa ngài đi tới một mình. Nó làm cho tôi khó chịu. Nó làm cho tôi thấy được cái tâm tôi đang chạy với nó. Nó làm cho tôi phải hiểu được, tôi phải giải quyết đó. Chưa kịp đó, nghiệp nó chụp tôi đi ngã xuống. Hãy khó chịu trước là đối tượng, mà vượt qua kịp đó là pháp nghịch, nghiệp nó chụp luôn một cái gì ba bước đi là thấy khó. Quý tử không thấy được ba cái bước đi đó, quý tử không có con đường tự đi. Đối tượng nó đánh trước và pháp nghịch nó đang đánh quý tử, và quý tử gục ngã với cái nghiệp. Ba cái bước đó hoàn toàn như vậy đó. Quý tử thấy đối tượng xong, đằng sau đối tượng là tâm mình vượt qua chưa được, nên nghiệp nó đánh mất. Đó, sư phải học gì đó. Sư phải học. Do đó, người tử sẽ thấy những cái đó, nó thuộc là gì? Nó sẽ mạnh cho người tử trong lỗi môn. Và ý môn nó sẽ làm cho người tử coi môn. Người tử cái môn tiếp. Cái môn tiếp đó, người tử mới thấy được con đường tu tiếp. Đấy, đạo quả Niết Bàn. Không có cái nào khác hơn. Rồi chưa? Khi bà thấy đối tượng, người ta có thấy bắt nhận. Và khi bắt nhận mà chúng ta vượt qua được, là nghiệp nó đánh tới tầng. Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta ngồi thiền. Vô là không, ký là để lại, ký gửi đó, tức là không có để lại. Mà khi nào mà không để lại, nó chỉ có hai cái pháp đó là quả, là nó chỗ ra quả nó không để lại, nhân nó mới để lại, nhân mới để lại cái quả, còn quả nó chỗ ra rồi thì không để lại, mình chỉ đón nhận hay hưởng lấy thôi. Cái hai nữa là di tác, là chỉ có bậc A La Hán đó, chứ bậc Phà, bậc ba thánh, bậc thấp có vẫn còn phải có. Thì bậc di tác này đó, họ chỉ làm nhưng mà không để lại kết quả của hành động của hành làm, nên gọi là duy ký, rồi di tác và quả. Thì chúng ta nói tới vô ký là có hai pháp, pháp quả và pháp di tác. Pháp quả là chúng sanh trong tam giới vẫn còn, và pháp di tác chỉ dành cho bậc A La Hán mới có mà còn. Thì cho cái thí dụ lúc mà mình ngồi thiền đó, làm sao mình nhận được cái vô ký mà tại vì khi mà ngồi thiền mình nhận được cái vô ký là mình nhìn thấy được cái quả của mình. Mình đang chỗ sanh ra đó là cái vô ký mình đang có, cái quả mình đang có. Chẳng hạn khi tê nhức ngô đau thì cái gì biết được tê nhức ngô đau? Tâm thân thức mới biết được tê nhức ngô đau. Tâm thân thức đó
khi mà mình ngồi thiền mà tên nhất vào đâu thì cái gì nó biết được cái tên nhất vào đâu là tâm thân thức đó đang thân thọ lãnh cái khổ khổ, mà tâm thọ tâm thân thức thọ lãnh mà khổ là tâm quả bất thiện vô nhân. Khi mà tâm quả bất thiện vô nhân nó tên hiện bại như vậy đó, thì tiếp theo đó đó là 12 cái tâm bất thiện này nó vượt tủa tới nó đòi cho mình trong tâm động lực đó mình bắt vào nguyện hiện bạch tâm sanh. Do đó mình muốn giữ được cái trạng thái này không để cho 12 tâm bất thiện này trở vô trong tâm động lực qua cái tâm thân thức thọ khổ đây những màu đau đó, thì mình phải giữ chánh niệm tỉnh giác. Khi mà có chánh niệm tỉnh giác mình giữ cái tâm mình không bị tin chứ màu đau chỉ có đó, thì mình có 8 tâm đại thiện này, thì 8 tâm đại thiện này nó góp xuống trở lại đó là gì, là 8 tâm đại quả. 8 tâm đại quả này nó cho cái tự có được 8 tâm quả thì vô nhân, thì lúc đó cái tâm thân thức thọ lạc nó sẽ lưu lại. Xa thú, xa thú, xa thú. Được chưa? Đừng hình bên khác đấy.